是在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静地陪着你，等待那一天。这份爱太浓烈，否定你犹豫不决，我的心是否能填补所有空缺。爱是风中的诺言，许下的承诺是永远，绝不会搁浅。当我凝望你双眼，你是否会看见幸福一直默默守在身边？Chuyện gì vậy? Đây là Thượng Hải mà, ba mẹ thì đều ở dưới quê. Ai vậy ta? Ai ở bệnh viện chứ? Khoa phụ sản. Ôi, là ai đây? Cô là Tiết Sam Sam hả? Phải. Được rồi, ngồi chắc nha. Hả? Không đúng, không đúng. Cô không phải Tiết Sam Sam sao? Không, phải. Là tôi, anh tập trung lái xe đi. Đừng có để ý tôi làm gì nữa. Cô Tiết Sam Sam phải không ạ? Dạ, đi theo tôi. Cô Tiết đến rồi ạ. Tiết tiểu thư, cô Tiết Sam Sam tiểu thư, lần này nhất định cô phải cứu lấy vợ tôi. Chỉ có cô mới có thể cứu cô ấy thôi. Xin cô hãy giúp tôi. Anh, cô hãy làm ơn anh nha. Làm tôi đau quá đó. Tất cả trong cậy vào cô đó. Ngôn Thanh, buông cô ấy ra. Mong cô hãy giúp tôi. Tiết Sam Sam, nhóm máu AB HR âm tính. Em gái tôi có cùng nhóm máu với cô. Con bé vừa vào phòng phẫu thuật, nhưng ngân hàng máu trong bệnh viện không đủ. Tôi rất cần cô giúp đỡ. Cô có thể hiến máu được không? Tôi giúp được thì tôi sẽ giúp. Nhưng mà tôi có thể hỏi một câu có được không? Cô cứ nói. Tại sao các anh biết tôi mà liên lạc vậy? Còn nữa, anh là ai? Tiên tiểu thư. Hả? Cô là nhân viên tập đoàn Phong Đằng có đúng vậy không? Lẽ nào trong quá trình thử việc cô không học quá trình hình thành tập đoàn, và cô không tự mình tìm hiểu sao? Xin giới thiệu với cô, đây là chủ tịch Phong của chúng ta đó. Phong Đằng. Chủ tịch sao? Xin chào chủ tịch. Tôi là Trịnh Kỳ, bộ phận nghiên cứu. Chắc cô đã nghe qua rồi hả? Trịnh Kỳ. Kỳ soái. Giới thiệu thêm với cô,
Vị này ở bộ phận đầu tư, tổng giám đốc của ông Thanh, là em rể của chủ tịch chúng ta. Tiết tiểu thư, mong cô giúp đỡ. Xin hỏi vị nào là người đi hiến máu? Là tôi, là tôi. Xin mời đi theo tôi. Đừng có lo, yên tâm đi. Bây giờ cô hãy nghỉ ngơi đi. Nếu không thấy có gì khác thường thì có thể xuất viện được rồi. Dạ được, cảm ơn cô. Tiết tiểu thư, nửa đêm làm phiền cô như vậy thật là ngại quá. Sao rồi, cô có mệt không vậy? Dạ không mệt, không mệt, tôi khỏe mà. Ngày mai cô phải đi làm rồi, công ty cho cô nghỉ một ngày, cho nên tối hôm nay cô cứ nghỉ ngơi ở đây đi nha. Nhưng mà ở chỗ này mắc lắm đó. Tiền thì cô không cần phải lo đâu, cứ yên tâm nghỉ ngơi thôi. Cô cũng đã hiến nhiều máu như vậy, nhà họ Phong sao có thể ngược đãi đại ân nhân của mình được chứ. Vậy cô nghỉ đi nha, tôi phải đi đây. Cô có cần tôi chỉnh máy lạnh nhỏ hơn một chút không? Dạ không cần đâu. Cảm ơn anh. Vậy tôi về nha. Công Thanh, Phong về sao rồi? Hai mẹ con đều bình an. Thật sao? Đúng vậy. Tốt quá rồi. Ngôn tổng à, chúc mừng anh. Nghe nói hai mẹ con đều bình an. Cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô nhiều lắm. Thôi mà, không có gì đâu, giúp được mọi người tôi cảm thấy rất vui. Nếu như lần này không có cô, tôi không biết phải làm sao nữa. À phải rồi, tôi muốn tặng cho bà xã anh cái này. Người nhóm máu AB như tôi, sợ nhất là xảy ra tai nạn. Tôi từ nhỏ qua đường đều phải cẩn thận. Nếu lỡ như xảy ra tai nạn bất ngờ thì phiền lắm đó. Cái này là của mẹ tôi làm cho tôi. Là gì vậy? Nè, anh nhìn đi, bên trong có một tờ giấy, trong đó có viết nhóm máu của bà xã anh và có luôn số điện thoại để tiện liên lạc nữa. Chu đáo quá. Anh hãy dặn vợ anh lúc nào cũng phải mang theo bên người. Cảm ơn cô nhiều lắm. Không 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 không, cái này tôi không nhận được vì nó rất quý giá đối với cô. Không được, anh cần mà. Không không anh không, nhận không, đi. Không, tôi không nhận không đâu, sao tôi mà. Không nhận để đâu mẹ tôi làm cho tôi một cái khác là được rồi. Tôi tuyệt đối không thể nhận được. Anh cứ nhận đi. Phong Nguyệt rồi cậu. Cảm ơn cô nhiều. Tôi vào trong đi. Cô Tiết, cảm ơn cô. Không cần cái sáo. Cô còn việc gì nữa không? Hả? Tôi không có gì. Tôi không còn việc gì nữa. Tôi đi đây. Xe đâu rồi? Thiệt là trước khi hiến máu thì tận tình đưa đón, khi xong rồi giống y như là thang máy trong trung tâm thương mại. Trước khi bạn mua đồ thì cửa lớn rộng mở đón bạn, đợi khi bạn mua đồ xong rồi thì tự mà đi bộ xuống. Ta chính là chủ tịch. Vị chủ tịch này cũng đẹp trai đó chứ. Đây chính là vị chủ tịch đẹp trai giàu có trong truyền thuyết sao? Lâu nay mình cứ tưởng là chủ tịch chắc là một ông già nghiêm túc lắm đó. Vào công ty lâu như vậy mà cũng không biết mặt mũi chủ tịch là như thế nào. Hôm nay lại gặp được anh ta ở bệnh viện trong trường hợp thật kỳ lạ. Nhìn dáng vẻ bề ngoài cao to và lạnh lùng của anh ta, chắc chắn là rất khó gần. Không quan tâm nữa, bây giờ mình phải ngủ một giấc cho khỏe. Thật ra tôi vào làm việc ở Phong Đằng chưa đến một tháng, tôi chỉ mới trải qua 1/3 thời gian thử việc. 5 ngày trước, lần đầu tiên trong đời tôi đối mặt với việc tổng kết cuối tháng của công ty. Các bạn nhân viên, tuần tới chúng ta sẽ có một buổi báo cáo. 5 ngày này mọi người vất vả một chút. Dạ. Dạ. Sam Sam, nhập hết chỗ dữ liệu này đi. Còn đây là tài liệu thu chi, phiền cô đối chiếu lại rồi đưa cho thừa quyên giùm tôi nha. Cảm ơn nhiều. Đây chính là báo cáo cuối tháng của tập đoàn sao? Hồ sơ chất cao như núi, một mình làm sao sửa ấy. Tôi chỉ là trợ lý của một bộ phận nhỏ,
Phòng của chúng tôi cũng chỉ là phụ trách tài vụ của hai công ty nhỏ nhất trong số 18 công ty con của Phong Đằng. Ngày nào cũng vậy, khi nghĩ đến hai công ty này, đào là tiền lương của 93 nhân viên, phí công tác, uống cà phê khi bàn bạc hợp tác, chi phí taxi, thậm chí là ly giấy trong phòng trà nước, giấy vệ sinh trong nhà vệ sinh, đều phải qua đối chiếu của bộ phận này. Nói thật nha, nghĩ đến đây thôi, tôi cảm thấy mình vô cùng quan trọng. Tôi là nhân viên cấp thấp nhất, lại không có sự tự tin, sao có thể tồn tại được đây? Tôi tuy rằng là sinh viên tốt nghiệp đại học của công trình 211, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đến Thượng Hải. Mỗi lần xin việc, cứ nghĩ đến giám đốc nhân sự còn phải xem hồ sơ và lý lịch của tôi, tôi đều cảm thấy rất nản lòng. Nhưng không ngờ, tôi lại được tập đoàn Phong Đằng tuyển dụng rồi. Xem ra mẹ tôi nói đúng đó chứ. Mẹ nói tôi trời sinh ngốc lắm, nhưng mà người ngốc cũng có phúc của người ngốc. Khi đó mọi người tới chúc mừng tôi, nào là tiệc tùng nè, rồi băng rôn phấp phới, lớn chưa từng có luôn. Tôi biết là trong lòng mọi người ai cũng nghĩ là tôi ăn may. Kệ họ đi, mọi người muốn suy nghĩ thế nào thì cũng được. Và cũng kể từ đây, tôi sẽ cố gắng làm thật tốt công việc của mình. Thành phố thật là đẹp. Mặc dù mọi người nói tôi chỉ là kẻ ăn may, nhưng tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy. Kể từ đây, tôi đã trở thành nhân viên của tập đoàn Phong Đằng rồi. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Hôm nay tôi đại diện cho tập đoàn Phong Đằng hoan nghênh các bạn đã đến với đại gia đình này. Tập đoàn Phong Đằng, công ty phần mềm lớn nhất trong nước, hơn nữa khách hàng là nhãn hiệu Âu Mỹ. Trong tập đoàn 10 người thì có 4 người du học ở Âu Mỹ, Nhật về. Những người tốt nghiệp từ trường đại học hàng đầu trong nước có thể đều phải bắt đầu từ việc bưng cà phê. Một tập đoàn lớn như vậy lại mở rộng cửa cho tôi à? Đối với câu đố hóc búa này, tôi chỉ có thể lý giải rằng nhất định là nhân viên phòng nhân sự trong lúc ngủ gật để nhấn chuột nhầm nên đã chọn tôi. Vừa rồi tôi đã đưa mọi người đi tham quan tập đoàn Phong Đằng. Rất mong mọi người từ nay về sau đồng lòng đoàn kết, chung sức hợp tác. Thật ra thì trước đây tôi cũng từng mơ mộng là sẽ được gặp cấp trên trong cảnh tượng như thế nào, sau đó là sẽ thể hiện xuất sắc năng lực của bản thân ra sao. Trong một môi trường mà chất lượng đặt lên hàng đầu này, trở thành người phụ nữ xuất sắc có năng lực, sau đó từng bước lên cao. Nghĩ đến đây thôi, cảnh tượng quá thật đẹp như một giấc mơ. Mơ thì sao chứ, người ta hay nói mơ ước sẽ tiếp thêm cho mình động lực. Từ nay mình sẽ cố gắng thật nhiều. Mặc dù là bây giờ phải bắt đầu từ cấp thấp nhất, đó chính là trợ lý của phòng tài vụ, nhưng tôi tin rằng trong tương lai tập đoàn sẽ nhìn thấy được giá trị của tôi. Không xong rồi, mới ngày đầu làm việc mà tôi đã chịu không nổi rồi. Vậy sao sẽ như thế nào đây? Không muốn suy nghĩ tới nữa. Và giá trị hiện tại của tôi là ngày đêm nhập biên lai. Ôi khát nước quá. Nè. Sáng rồi đó, dậy đi. Dậy đi, sáng rồi kìa. Cô gái xinh đẹp à, sofa ở đây, cái giường ở kia chỉ cách có mấy bước thôi mà. Sao không qua đó ngủ cho thoải mái? Ngủ ở đây làm cái gì? Hôm qua tăng ca tới mấy giờ vậy? Để mình ngủ một lát. Trời đất ơi, bảo bối à. Mình nói cho cậu nghe,
Bây giờ cậu nhanh chóng thu dọn đi, cả tháng này không dọn tủ rồi đó. Cậu mà không chịu dọn nhanh lên thì căn nhà của mình thành ổ rác bây giờ. Hiện tại cậu chỉ mới là trợ lý phòng tài vụ, nếu cậu là giám đốc thì làm sao đây hả? Làm ơn đi mà. Thiệt tình, mình chỉ muốn ngủ thêm một chút mà cũng bị cậu làm phiền nữa. Lục Song Nghi à, cậu có thời gian quản mình như vậy, sao không đi dọn cái ổ của cậu đi? Nhìn ghê quá à. Mình, cậu thì biết cái gì? Cái này gọi là trong mưa bộn có ngàn nắp đó, có biết không hả? Đây là gì? Đây gọi là phong cách. Phong cách? Ừ. Nói ra mắt công cậu nói mình lo xa. Dạ, nếu không qua được kỳ thử gì thì lần này đợi mình xong chắc luôn. Cái cậu này đúng là không có chút tự tin gì hết. Có điều cậu có suy nghĩ này cũng đúng thôi. Mình nói cho cậu nghe, ba mẹ của cậu họ đã vất vả như thế nào để cậu từ dưới quê lên được Thượng Hải, chứng tỏ cậu không thua kém ai hết. Nói cho cậu biết điều này, mình dự đoán được tương lai đó, và cậu sẽ không rời xa mình được đâu. Cho dù sau này có lấy chồng thì cậu cũng phải ở chung nhà với mình, có biết chưa hả? Nếu không phải là cậu, mình làm sao dám đem hồ sơ xin việc đến phong đằng chứ. Cậu phải bồi thường mình về mặt tinh thần đó, biết chưa? Tự nhiên kêu mình bồi thường là sao hả? Mình cho cậu chỗ ăn, cho cậu chỗ uống, cho cậu chỗ ngủ, làm cho cậu vui sướng như tiên mà giờ còn kêu mình bồi thường nữa hả? Mình mới đi làm nên chưa có lương đâu, khi nào có lương thì mình sẽ phụ tiền nhà. Bụng của ai kêu mà kêu ọt ọt dữ vậy ta? Được rồi, đi ăn thôi. Ăn cho thật đã. Mình đi ăn đi. Ăn cho thật đã. Ăn một bữa thật đã. Ăn no luôn. Anh nhìn gì mà say sưa quá vậy? Chỉ là tấm thẻ nhân viên thôi mà anh, sao nhìn lâu quá vậy? Đường may trên chiếc thẻ này có mấy lỗ rất lớn. Đường may của nó không có gì đặc biệt. Màu sắc hoa tiết thì đơn giản, dải thì lại cũ, nhưng rất chắc chắn. Anh đâu cần phải săm soi kỹ như vậy. Đây chỉ là chiếc thẻ tràn ngập tình yêu thương của mẹ người ta làm cho thôi. Anh không thể nào đem ra so sánh với hàng hiệu được. À, anh à, em nghe Ngôn Thanh nói cô Tiết tiểu thư đó rất nhiệt tình giúp đỡ người khác và vô tư nữa. Lần này quay đây giúp mình việc lớn, chúng ta sẽ cảm ơn như thế nào đây? Như cũ thôi. Là chi phiếu. Hai trời, anh tầm thường quá. Bỏ đi bỏ đi, để em tự nghĩ vậy. Con người cậu đó, bản thân thì rất cương quyết, nhưng giúp trưởng bối thì lại niệm tình cũ là sao chứ? Chúng ta là bạn 15 năm rồi, tôi không tốt với cậu sao? Tốt chỗ nào? Khi về nước với cậu và vào làm việc ở phong đằng, tôi chẳng khác gì con quay liên tục không nghỉ luôn á. Lúc nào cũng than thở hết. Không phải tôi luôn chơi bóng rổ thư giãn cùng cậu sao? Cậu chơi bóng rổ với tôi hả? Phải là tôi chơi bóng rổ cùng cậu thì mới đúng đó, chủ tịch Phong à. Đi dạo phố với cậu đúng là mất hứng quá. Chị gái à, tất cả chỗ này đều là của cậu hết đó, cậu mất hứng à? Mình nói là hẹn cậu để đi ăn cơm cùng nhau chứ đâu phải là đi dạo phố. Thôi, kết toán cuối tháng nhiều ngày rồi, bây giờ suy nghĩ duy nhất của mình chính là ăn, ngủ, ngủ và ăn mà thôi. Đã vậy còn đưa cậu đi dạo phố mua sắm là tốt nhất rồi mà. Con nói ngược không đó, chính mình mới là người đưa cậu đi dạo phố đó chị gái à. Cậu sắp đi làm rồi cũng nên tự trang điểm cho mình đi chứ. Nhìn cậu bây giờ kìa, y như đạo sĩ vậy đó. Có nữ đạo sĩ nào mà đẹp như mình chứ. Mình trời sinh ra đẹp tự nhiên, khó mà chối cãi được. Sam Sam à? Mẹ, con đang bận hả? Hai ngày đầu cũng hơi bận, nhưng bây giờ thì con nghỉ rồi, được nghỉ rồi. Có chuyện này, Liễu Liễu có tới tìm con, có lẽ là sẽ ở chỗ con một thời gian đây. Dạ. Sam Sam à, là bác đây, bác đây. Bác nói cháu nghe cái này nè, Liễu Liễu nhà chúng ta có tiền đồ rồi, nó cũng tới Thượng Hải đó. Chỉ là hiện tại bây giờ trước mắt nó chưa có chỗ ở, nên bác nói tạm thời nó tới ở chung với cháu được không? Hay, hai dạ đứa không? Tụi cháu từ nhỏ đã có tình cảm rất tốt, bây giờ ở chung chắc chắn là rất tiện lợi để chăm sóc cho nhau ha. Dạ không, không phải bác gái à, cháu cũng đang ở nhà của Song Nghi, mà căn phòng đó lại nhỏ nữa. Ê, không sao không sao, nó đã đi từ sáng sớm rồi, chắc bây giờ cũng sắp đến nơi đó. Tốt rồi, hai chị em cháu ở Thượng Hải nhất định phải chăm sóc lẫn nhau nghe chưa. Cảm ơn cháu, cảm ơn nhiều nha Sam Sam.
Sam Sam nhà chị nó đã lớn lắm rồi, đừng có lo nữa. Sao vậy hả? Ôi trời ơi, tôi để Liễu Liễu nhà tôi đến chăm sóc cho Sam Sam nhà chị là tốt nhất rồi. Yên tâm đi, không cần lo ha. Ai gọi vậy? Liễu Liễu. Liễu Liễu làm sao? Cô ấy đến rồi. Chúng ta sẽ đến nha. Được không? Nè, đi đâu vậy? Chờ mình với. Nè, cậu bị sao vậy? Cậu không nhận ra cô gái lúc nãy hả? À, là Tiết Sam Sam mà. Sao cô ấy lại ở đây? Ờ, tôi đã xem qua thông tin của cô ấy rồi. Hình như cô ấy ở gần đây thì phải. Ở đây cách công ty khoảng 1 tiếng rưỡi đi xe. Cô ở đây à? Bình thường mà. Đây là ngoại ô, giá thuê phòng lại rẻ. Cô ấy có thể trả được. Nếu không thì cậu nghĩ sao? Cô ấy theo dõi cậu hả? Đương nhiên không phải. Tôi chỉ là không muốn để cô ấy nhìn thấy bộ dạng này của tôi. Bộ dạng nào chứ? Bộ dạng ăn mặc rất thoải mái, còn tùy tiện nữa. Ôi, quả nhiên là chủ tịch coi trọng bề ngoài, chú ý giữ gìn hình tượng dễ sợ luôn. Lúc nãy cậu nhìn thấy Tiết Sam Sam thì liền che mặt lại, y như nhìn thấy người tình cũ, có cần làm quá vậy không? Chúng ta phải đổi sân bóng rổ khác thôi. Không phải chứ, tìm được một sân bóng tốt như vậy không có dễ đâu. Hơn nữa vừa nãy Tiết Sam Sam cũng không nhận ra cậu. Không sao đâu mà, hả? Thật không? Thật. Bộ dạng này khác lắm sao? Ừ, khác nhau dữ lắm luôn. Sam Sam à? À, Liễu Liễu à, sao cậu đến Thượng Hải nhanh vậy? Ờ, không sao đâu, cậu cứ yên tâm ở lại đây đi. Mình thấy ngại quá à. Mình cũng không muốn làm phiền các cậu đâu, mình sẽ nhanh chóng tìm phòng. Cậu nói cái gì vậy? Căn nhà này chính là do ba mẹ của Song Nghi mua cho cậu ấy đó. Cậu ấy là bạn hồi cấp 3 của mình, có gì đâu mà phiền chứ. Nói gì đâu không à. Có phải từ sau khi mình đến Thượng Hải, bác gái đều cằn nhằn cậu mỗi ngày không? Nghe nè, con gái cưng yêu quý à, con đọc nhiều sách như vậy có ích gì hay không? Nhìn xem Sam Sam người ta kìa, vừa mới tốt nghiệp xong đại học đã được đến tập đoàn lớn ở Thượng Hải làm việc rồi. Con đó ha, làm cho mẹ phải xấu hổ với hàng xóm hả? Vì con mà mẹ chạy dạy khắp nơi, phí tâm phí sức. Ngày xưa mọi người ở đây nói là con thông minh hơn cả Sam Sam rất nhiều. Giờ mỗi khi nhìn thấy ba mẹ Sam Sam, mẹ xấu hổ tới chừng nào. Tại tính bác gái hay cằn nhằn mà, cậu cũng đừng có giận bác. Chỉ là bác ấy hơi lo cho cậu quá thôi à. Nói thật lòng, mình từng có suy nghĩ. Từ lâu mình đã muốn rời khỏi nhà ra ngoài rèn luyện. Cho dù thế nào, mình nhất định sẽ nỗ lực làm thật tốt, nhất định sẽ đạt được những thành tựu cho bọn họ nhìn thấy. Còn cậu thì sao? Dạo này sao rồi? Công việc có thuận lợi không? Vẫn đang cố gắng để thích ứng từng ngày. Cậu biết đó, mình không thông minh như cậu, cũng không có bản lĩnh như cậu, lại không xinh đẹp như cậu nữa. Nhưng mà mình sẽ cố gắng hết mình, tuyệt đối sẽ không để mọi người ở quê mất mặt đâu. Được, từ bây giờ hai chị em mình sẽ cùng nhau cố gắng, được không? Nỗ lực hết mình, làm nên sự nghiệp ở Thượng Hải, áo gấm về làng, tương lai sáng lạn. Đúng vậy. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Chủ tịch à, Quỷ Chiên Diệp đang ở ngân hàng đợi chủ tịch. Ờ. Trinh Kỳ, cậu đã nghe qua công ty phần mềm Tân Đồng chưa? Nghe qua rồi. Hai năm nay có mấy sản phẩm cũng không tệ. Nhưng còn phần về mảng game thì tôi cũng không rõ cho lắm. Tôi muốn mua nó. Nhờ cậu và Ngôn Thanh đánh giá giúp tôi. Buổi chiều hẹn người phụ trách nói chuyện với tôi. Chiều nay hả? Đúng như vậy. Hiểu rồi. Tên công ty này là phần mềm game Tân Động đúng không? Được, tôi sẽ đi dặn dò ngay. Có thông báo
Một lát nữa bản báo cáo tài vụ của công ty phần mềm Tân Động sẽ chuyển vào đây. Hỷ Hỷ Xảo Xảo, các cô phụ trách dự đoán đầu tư năm nay của Phong Đằng. Tiểu Huyên Ai Giai phụ trách đánh giá tài vụ của việc sát nhập. Thừa Quyên, cô tập hợp lại giấy tờ lập kế hoạch chính thức. Sam Sam, cô hỗ trợ cho Thừa Quang. Dạ. 3 tiếng sau mọi người phải có đầy đủ tất cả số liệu, nghe rõ chưa? Dạ, dạ. Mọi người có chuyện gì vui sao? Chị Soái à, anh lên tầng mấy? Tầng 21 nha. Cảm ơn nhiều. Không cần khách sáo. Nè Nana, cô đi niềng răng khi nào vậy? Chị Soái à, em biết hôm nay tập đoàn có một cuộc họp quan trọng, chắc là bận tới nỗi không có thời gian ăn cơm. Em mang cho anh bữa sáng nè. Bên trong có sandwich và cà phê luôn đó. Chu đáo vậy sao? Nhìn là muốn ăn liền á. Cảm ơn nhiều. Không có gì. Chị Soái. Tiếc sao sao? Tôi thấy cô cầm nhiều tài liệu là để đưa cho ai vậy hả? Ờ, số tài liệu này tôi tới để đưa cho Ngôn Tổng. Trùng hợp thiệt, tôi cũng đi tìm Ngôn Tổng. Đưa đây, tôi cầm giùm cho. Cái này ạ, cảm ơn anh nhiều nha. Tiện đường mà. Nè, cô đem cái này để ở bàn làm việc của tôi nha. Cảm ơn. Được, không có gì đâu. Tạm biệt. Tạm biệt. Về phía công ty Tân Động, mặc dù quy mô không lớn nhưng hai năm nay thành tích của họ rất tốt và có sáng tạo. Nhiều người có danh tiếng trong ngành đều rất coi trọng công ty này. Tôi tin chắc rằng nếu như Phong Đằng thu mua tập đoàn của họ sẽ là một việc rất có lợi. Bản báo giá mua hàng tại sao lại dương ra một con số không? Tiểu Hiên, bản biểu báo cáo số tiền mua hàng là cô làm phải không? Sao lại như vậy? Bây giờ đã ký hợp đồng rồi làm sao đây? Ờ, trưởng phòng Liên à, đây là hợp đồng chuẩn nhất mà bọn họ vừa gửi qua. Thật sự dư một số không. Chuyện này chúng ta phải giải quyết sau đây mà. Đúng rồi đó. Kiểu gì vậy? Dạ đúng rồi. Nhưng mà cấp trên có trách xuống á thì chúng ta sẽ bị đuổi việc. Bây giờ làm sao đây trưởng bây phòng? Bây giờ mọi người phải cùng nhau nghĩ cách. Không được. Buổi ký hợp đồng phải dừng lại. Nếu như bản hợp đồng này mà được ký thì tất cả chúng ta bồi thường bằng tiền lương cả đời cũng không thể nào mà đền hết cho được đó. Sam Sam, tôi thấy Sam Sam cô ấy rất là thân với Trịnh Kỳ, hay là để cô ấy tìm Kỳ Soái đi. Đúng đó, Sam Sam, hay là cô đi thử đi ha. Sam đúng Sam, đó, Sam Sam. Tôi với Kỳ Soái không có quen biết gì hết đâu. Đang thời khắc dầu sôi lửa bỏng mà cô còn ích kỷ như vậy sao? Dân mọi cả phòng tài vụ chúng ta được trông cậy vào cô hết đó. Đó. Không phải vậy đó, Sam Sam. Giúp mọi người đi ngoài. Mình đi ngoài đi. Tại đi. Tín hiệu không? Sao rồi? Không có ai nghe hết. Chị cô mau đi tìm người ta đi. Đúng rồi đó Sam Sam, đi tìm người ta đi mà. Bây giờ cô hãy cầm thẻ của tôi đến phòng nghiên cứu và phát triển tìm thư ký của Trịnh Kỳ liền đi. Đi đi, đi nhanh đi mà. Đi lẹ đi. Đi lên. Đi nhanh lên. Lên. Cầm theo hợp đồng nè. Nhanh lên đi. Đi lên. Kỳ Soái chưa bao giờ để tôi giữ thẻ hết. Cô cầm thẻ của tôi đi tìm thư ký của Ngôn Tổng đi. Đi nhanh lên. Tôi có nghe Carol nói lúc nãy Ngôn Tổng với Kỳ Soái đã đi đến phòng họp rồi. Vậy đi, tôi đưa thẻ của tôi cho cô. Trưởng phòng biết rồi, cô đi đi. Người ta nói ăn cơm chúa phải múa tối ngày, quả thật không sai mà.
khi bạn thành công rồi. Lúc đó thế giới này mới biết bạn là ai. Bây giờ thì lên đoạn đầu đài. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi vào nhầm phòng rồi, xin lỗi. Xin lỗi. Chủ tịch à. Tiêu rồi. Mình từ đại ân nhân của nhà họ Phong, bây giờ thì biến thành tội nhân lớn của Phong Đàn rồi. Cái hợp đồng vẫn chưa ký chứ ạ? Nhất định đừng ký nha. Trên hợp đồng có dư ra một số không, cái này mới là chính xác nè. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Đây là lỗi tại tôi. Xin lỗi, xin lỗi. Buổi ký hợp đồng đã kết thúc. Tiêu rồi, lần này thực sự là tiêu rồi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Đây là lỗi tại tôi đã gây thiệt hại. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi chủ tịch mà. Đây là lỗi tại tôi. Ngàn lần xin lỗi chủ tịch mà. Tôi xin lỗi. Nghe đây, việc làm của cô vẫn chưa đến mức gây ra thiệt hại cho công ty. Cậu nói vừa rồi là ý gì vậy? Có thật không hả? Sớm biết là như vậy, lúc đầu mình nên hiến một lít máu luôn cho rồi. Tiêu rồi, vậy là mình sắp bị đuổi việc mất rồi. Phải làm sao đây? Yên tâm đi, số tiền không bị sai gì hết. Hả? Ồ, không phải đâu. Cái đó, trưởng phòng nói cái này mới là đúng nè. Anh xem nè. Cô nghĩ chủ tịch mình là ai hả? Mắt của anh ấy cực kỳ nhạy bén. Trước khi ký hợp đồng đã phát hiện ra sai và đã sửa lại rồi, cho nên số tiền không bị sai. Vậy là yên tâm đi, không sao đâu. Phòng đầu tư, phòng tài vụ, phòng hành chính và cấp trên các trưởng phòng cùng với tất cả thư ký lập tức tập họp. Dạ. Mặc dù tôi không kịp đến buổi ký kết, nhưng ít ra mọi người không phải bồi thường bằng tiền lương, không là bồi thường suốt đời cũng không cứu giải được tình thế. Nhưng mà tất cả cấp trên của các phòng đều bị bắt phải làm kiểm điểm hết. Không biết là trưởng phòng có trách mình hay không nữa. Chủ tịch nói nếu như lần sau còn như vậy phải chạy khắp các phòng để đền bù sai sót thì tôi sẽ chọn một tuyển thủ điền kinh 100m làm trợ lý tài vụ mới được. Làm việc thì không biết động não, đến trưởng phòng hành chính cũng chạy mất tiêu, giống như con rùa rụt cổ vậy. Làm cả công ty rối lên hết. Đây là cách giải quyết sai sót sao? Thật tình tôi không hiểu, tại sao phòng nhân sự không nhận người tôi đề cử mà lại nhận một người như cô vào chứ? Dạ, trưởng phòng mà, ông đang nói ai vậy? Tôi nói cô đó. Đại học hạng 3, trình độ hạng 3. Tôi cứ nghĩ là cô sẽ làm được việc, chỉ có làm phiền người khác thì giỏi thôi. Phòng nhân sự uống nhầm thuốc gì rồi? Cô suy nghĩ làm sao mà qua được thì thử việc này đi. Nè Thừa Quyên, cô nói xem Tiết Sam Sam rút cuộc có lai lịch ra sao chứ. Đừng nói cô ta là bạn của kỵ xóa nha. Tôi làm sao biết được, chắc lai lịch cũng không đơn giản đâu. Nếu không, một người học lực kém cỏi như cô ta dựa vào cái gì mà vô được đây chứ?
Công ty chúng ta là Phong Đằng mà, làm sao lại nhận một người điên như vậy? Hơi nặng lời rồi đó nha. Bởi vậy lúc nãy cô không thấy trưởng phòng lên lớp cô ta hay sao? Tính cách trưởng phòng cô còn không biết sao? Coi trọng thực lực giải quyết công việc, vô cùng phản cảm với những người dựa vào quan hệ. Cho nên 15 năm vẫn chỉ là trưởng phòng thôi. Nhưng mà tôi thấy ông ta cũng hơi nặng lời quá rồi đó. Với lại Sam Sam cũng là người chịu nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy mà. Thôi bỏ đi bỏ đi. Coi như cô ta xui, tự nhiên khi không lại đi rước họa vào thân mình. Chắc chắn sau 3 tháng thử việc, thể nào cô ta cũng bị đuổi việc cho coi. Ai dai? Đỗ Phong. Tối qua trên TV có chiếu phim mới đó, cô coi chưa? À coi rồi, hay lắm. Nam diễn viên chính rất là đẹp trai. Đỗ Phong à, anh đã tìm được chỗ ở chưa vậy? Tìm được rồi, chỉ là hơi cách xa công ty một chút, nhưng vẫn rất thuận tiện. Ồ, vậy thì tốt rồi. Anh không sao chứ? Không sao, không sao. Cẩn thận hết trơn chút thôi. Anh có đau không vậy? Không có gì. Hai người quen nhau từ trước hả? Chúng tôi tình cờ quen nhau trong lúc học bồi dưỡng 3 ngày. Bây giờ anh ấy làm chuyên viên phòng hành chính rồi, tốt nghiệp từ trường đại học thương mại đó. Đúng vậy, tôi đến từ Đông Bắc, không giống cô ấy học ở đại học Thượng Hải, gần như là người Thượng Hải rồi. Cho tôi hỏi một chút, bồi dưỡng 3 ngày là gì vậy? Phải rồi, bồi dưỡng 3 ngày là cuối tháng 8. Sam Sam với chúng ta là cùng một đợt có phải không? Hí, sao tôi không có ấn tượng gì với cô vậy? Số thứ tự là bao nhiêu? Ngồi ở chỗ nào vậy? Nè, đúng tôi rồi. Là số 2 đó. Tôi đi làm việc tiếp nha. Nè, tự nhiên bỏ đi vậy. Nè, tay anh còn đau không? Có cần băng cá nhân không? Để nó là không em sao còn mấy miếng mà. Nè, Nam nhiều tưởng lắm. Hán đại trưởng phu, dù đây có gì đâu chứ. Thật tình tôi không hiểu, tại sao phòng nhân sự không nhận người tôi đề cử mà lại nhận một người như cô vào chứ? Tôi làm sao biết được, chắc lai lịch cũng không đơn giản. Nếu không, một người học lực kém cỏi như cô ta dựa vào cái gì mà vào được đây chứ? Thì ra nhân viên mới phải học bồi dưỡng 3 ngày. Mình thì không được học, chỉ là một cuộc điện thoại thông báo và bàn bạc về thời gian làm việc. Tại sao vậy? Mình cứ tự dỗ bản thân mình rằng người phụ trách phòng nhân sự có con mắt tinh tường, ngọc trong đá rốt cuộc cũng được mài dũa. Bây giờ xem ra sự thực là nhóm máu AB HR âm tính. Em gái tôi có cùng nhóm máu với cô. Con bé vừa vào phòng phẫu thuật, nhưng ngân hàng máu trong bệnh viện không đủ. Tôi rất cần cô giúp đỡ. Cô có thể hiến máu được không? Thì ra Phong Đằng muốn mình làm không phải là trợ lý tài vụ, mà là làm một huyết ngân. Nhưng mà máu gấu trúc ở đâu chẳng tìm được, tại sao phải nuôi một huyết ngân trong công ty chứ? Cảm giác thật là bạc bẽo, giống như là đang bán máu vậy. Là do mình ngộ nhận. Mình vốn không thuộc về Phong Đằng, không thuộc về Thượng Hải. Tí Sam Sam, mày rõ ràng là một huyết ngu. Nào là ý chí quyết tâm, nào là áo gấm về làng, đều là do mày tự mơ tưởng hết. Tuyết rơi rồi. Kể từ khi ở Thượng Hải, đây là cơn mưa tuyết đầu tiên mà tôi thấy. Để hoàn thành cho việc thu mua một doanh nghiệp chỉ mất khoảng thời gian 4 tiếng. Mọi người thật sự đã cố gắng hết sức rồi, cậu cũng đừng trách họ. Và việc đùn đẩy trách nhiệm chỉ là tìm một con tốt thí mạng. Đó là điều mà tôi tức giận nhất.
khoảnh khắc này, mình tự nhiên cảm thấy mình giống như một diễn viên chính trong những bộ phim Thượng Hải. Cô không nên đến đây. Tại sao hả? Tôi nói là cô không nên đến đây. Trong khóa bồi dưỡng nhân viên cô không nghe sao? Nơi này thuộc về văn phòng của chủ tịch. Tôi không có tham gia khóa học đó. Tại sao? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chưa từng trải qua khóa bồi dưỡng nhân viên. Mà tại sao tôi lại được vào tập đoàn Phong Đằng làm? Chuyện đó thì cô nên hỏi cấp trên của cô, không phải tôi. Vậy lần trước ở bệnh viện, anh làm sao biết tôi có cùng nhóm máu với em gái của anh? Tôi có quyền biết lý lịch tất cả nhân viên trong tập đoàn. Cô còn muốn hỏi gì nữa không? Trinh Kỳ à, cô Tiết Sam Sam đó làm chức gì trong phòng tài vụ vậy? Tiết Sam Sam hả? Trợ lý tài vụ. Nè, hôm nhìn thấy cô ấy căng thẳng giống như là trời sập xuống vậy đó. Tôi thấy cô ấy rất là tội nghiệp. Cô ấy ngoài nét khờ khạo ra thì biểu hiện công việc thế nào? Cái này thì tôi không biết. Làm gì có ai lại báo cáo công việc của một trợ lý tài vụ chứ. Sao vậy? Không có gì. Cô ấy cũng chỉ là một người hiến máu thôi, không có gì khác. Cái này tôi cũng nghe nói, đó là chính sách tuyển dụng nhân sự đặc biệt. Đây là của cựu chủ tịch đưa ra mà. Cậu biết sao? Bí mật được công khai. Trưởng phòng nhân sự nói với tôi vậy á. Thật ra bọn họ cũng không phải không lựa chọn, mà là xét về điều kiện của hai người nộp hồ sơ cùng với nhau. Anh ta nhất định chọn người có máu cấu trúc. Tôi thấy việc đó cũng bình thường. Chúng ta không cần ép tất cả nhân viên nhất định phải hiến máu cho chúng ta làm gì, có đúng không? Để nhân viên công ty hiến những giọt máu quý giá. Nếu xét về mặt tình người thì yêu cầu này có hơi quá. Nhưng ông nội yêu thương cháu gái là điều hiển nhiên thôi. Hơn nữa cô Tiết Sam Sam đó cũng rất thích giúp người mà. Tôi thấy cậu không nên quan tâm làm gì. Theo tôi bây giờ cậu phải bỏ chính sách đó đi. Vì như vậy tôi thấy đối với những người có máu cấu trúc là không công bằng. Suy nghĩ kỹ lại đi. Phòng nhân sự nhất định sẽ không có ý kiến gì. Đi làm việc thực lực thì không có, tất nhiên là không được chọn rồi. Với lại nói không trực tiếp Sam Sam còn bị đuổi việc nữa. Có nhất thiết phải làm khổ người ta đến như vậy không? Cậu nghĩ đi. Không nhắc đến việc này nữa, mặc kệ đi, đến đâu thì đến. Ừ. Sam Sam, ở thành phố rộng lớn này xe đông người cũng đông. Con đó, khi đi làm hoặc là tăng ca, con phải cẩn thận đó nha, đừng có động chạm lung tung. Nè, đừng có lấy những thứ không nên lấy đó. Cũng đừng có sống dựa vào người khác nữa, nghe chưa? Dạ. Cái gì mà không sống dựa vào người khác chứ? Làm việc trong tập đoàn lớn đó, không ít thì nhiều cũng phải nhìn sắc mặt của người ta. Sam Sam từ nhỏ đã không thích tranh đua rồi. Ông không dạy nó phấn đấu vươn lên, mà còn dạy nó những suy nghĩ bảo thủ của mấy người già. Nếu con gái phải chịu thiệt thì làm sao? Con chỉ mong có thể ổn định và làm thật tốt công việc là được rồi. Ba mẹ đừng có suy nghĩ nhiều nữa mà. Từ khi con còn nhỏ, mẹ đã thấy con rất có tương lai rồi. Mẹ nói con làm được thì con nhất định sẽ làm được. Con gái của bà trước giờ vẫn giỏi mà. Ba, mẹ, thực ra không phải tập đoàn nhận con vì năng lực làm việc của con,
con đã làm cho ba mẹ thất vọng rồi. Tí Sam Sam, cậu làm cái gì vậy? Đưa đây, đưa đây, đưa đây. Để mình coi coi. Đơn xin từ chức. Cậu muốn từ chức hả? Hả? Cậu nói cái gì? Sam Sam à, có phải là cậu đang nghiêm trọng quá vấn đề lên hay không vậy? Cậu nghĩ đi, nếu như xét thế lực của nhà Phong Đằng, muốn tìm máu cho em gái của anh ấy hoàn toàn không phải là chuyện khó khăn gì hết. Đâu đến nỗi vì máu mà nuôi cậu trong công ty đâu, có đúng vậy không? Với lại, một lần có thể rút được bao nhiêu máu chứ? Lý do này cũng không phù hợp cho lắm. Sam Sam à, vậy nên theo mình nghĩ thì nhất định là do cậu phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của công ty. Chẳng qua là trùng hợp thôi, cậu cũng có nhóm máu AB, RH âm tính mà. Vậy nên họ thuận tiện mới nhờ cậu giúp thôi. Việc này cũng hợp lý mà. Thật sự là như vậy hả? Vậy tại sao mình lại không phải trải qua 3 ngày huấn luyện giống như các nhân viên mới vậy? Cậu làm mình tức điên lên rồi đây nè. Tiếc Sam Sam, cậu nghe cho rõ đi. Mình còn đang muốn mà không được đây nè. Đừng có nói là hiến máu, nói mình hiến một nửa cái mạng cũng được đó. Lục Song Nghi à, vốn dĩ là như vậy mà. Cậu nghe cho rõ đây, máu trên người của cậu là do ba mẹ cậu cho, là trời cho đó. Cậu có thể hiến máu cũng là vì ba mẹ cậu nuôi dưỡng cậu rất là tốt. Cậu phải nên cảm ơn ba mẹ cậu trước có biết không? Sau đó cậu còn phải cảm ơn ông trời vì đã ban nhóm máu hiếm này cho cậu, khiến cho cậu không giống với những người khác, để cậu có giá trị hơn so với những kẻ nhờ quan hệ hay thế lực để đi cửa sau vào công ty. Cho dù cậu được vào công ty là nhờ có nhóm máu hiếm thì cũng không có nghĩa cậu không có cơ hội để nỗ lực phấn đấu có biết không hả? Nghe mình nói nè, Song Nghi nói rất là đúng. Cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa. Sam Sam à, cậu quá tự ti rồi đó. Ăn, ăn thôi. Làm sao có đủ máu được? Mình còn muốn đánh cả chủ tịch nữa nè. Nói cũng đúng ha. Ăn đi, ăn đi. Ăn nhiều một chút. Tuyết rơi rồi. Song Nghi và Liễu Liễu nói cũng có lý. Sao thì vận mệnh đã cho mình có cơ hội đến Thượng Hải, không việc gì mình phải tự ti hết, chỉ cần tích cực dương cao, nỗ lực tiến lên thôi. Ba mẹ đã nở mày nở mặt mà tiễn mình đi khỏi thị trấn nhỏ đó. Mình tuyệt đối không vì những chuyện phiền muộn mà lại quay về nhà làm ba mẹ mất mặt được. Chào chú Vương. Chào chủ tịch, tôi đã chuẩn bị xe rồi ạ. Dạ. Anh à, cơm của anh đây nè. Sao lại tới 2 hộp? Cái này là của anh, còn cái này là của Tiết Sam Sam. Cô ấy đã hiến cho em nhiều máu như vậy, một mình ở Thượng Hải lại không có người chăm sóc, cho nên em đã nói nhà bếp làm thêm một phần nữa. Anh chỉ cần đem đến công ty đưa cho thư ký là được. Trời ơi, chuyện nhỏ như vậy mà anh cũng không giúp được sao? Chú Vương ơi, phiền chú đi một chuyến nha. Anh đã nói rồi, không phải là người công ty thì đừng có đến đó. Để trên xe anh đi. Chào anh Đỗ Phong. Chào. Anh Đỗ Phồn cũng đến phòng tài vụ à? Anh lên đầu bà thay bóng đèn. À. Ồ, Sam Sam à. Em xem, anh suốt ngày cứ mang theo mấy cái chiếc dẫn này vào tòa nhà như thế này. Tất cả mọi người trong công ty đều không thèm chào hỏi đến anh. Cả công ty chỉ có mình em là niềm nở chào hỏi đến anh như vậy thôi. Có gì đâu anh, cho dù anh luôn mang theo cái thang này,
và ôm bóng đèn, em cũng sẽ chào hỏi anh thôi. Những thứ này đâu có nói lên chuyện anh không có cơ hội để phấn đấu đâu. Chỉ cần cố gắng, nói không chừng thì cái này sẽ giúp anh leo cao đó. Anh nhìn đi, em tin như vậy mà. Thật vậy hả? Tuy em không phải là một người tốt nghiệp đại học tốt gì, nhưng mà em là Tiết Sam Sam. Còn anh chỉ cần cố gắng, trong tương lai nhất định sẽ khiến người trong công ty đều biết tới anh. Anh chỉ cần nhớ tên mình là Đỗ Phùng, có được không? Được. Cố lên, tạm biệt anh. Cố lên. Đúng vậy, tôi là Tiết Sam Sam. Không có gia thế hiển hách, không có bằng cấp giỏi, cũng không có mối quan hệ thế lực với ai. Nhưng ngoài nhóm máu đặc biệt ra, tôi còn có ý chí không thể đánh gục, tràn đầy sức sống. Cho dù có cắm rễ ở bất cứ đâu, tôi cũng sẽ giống như loài cỏ dại phát triển nhanh chóng như vậy. Tôi muốn tiếp tục sống ở Thượng Hải. Của chị đây, chỉ cần có thể nâng cao trình độ thì kẻ chuyên hiến máu như tôi cũng sẽ có thể nở mày nở mặt. Cố lên. Sao lúc nào cô cũng làm sai quá đơn vậy? Không biết rõ thì phải gọi điện hỏi, không được tự nghĩ hay tự đoán gì hết. Cô tưởng công ty là do cô mở ra hả? Hả? Cứ vậy hoài thì để cô làm bà chủ cho rồi. Tôi biết sai rồi, trưởng bộ phận. Trưởng bộ phận, tôi sẽ mang đi sửa và liên lạc lại ngay. Trưởng bộ phận đừng có giận nữa. Cảm ơn đã chỉ bảo ạ. Cố lên. Dạo này Sam Sam uống nhầm thuốc gì rồi á? Sao bị trưởng bộ phận mắng mà vẫn phấn khởi như vậy chứ? Có lẽ là nhận thức được bản thân mình không được lòng trưởng bộ phận cho lắm, cho nên bây giờ mới đang ra sức nịnh nọt đó mà. Xem ra chỗ dựa của cô ta cũng không tốt đẹp gì. Chắc không phải là dễ dỗ trước khi sắp chết đó chứ. Dạ trưởng phòng, có chuyện gì quan trọng hả? Xin hỏi, ở đây ai là cô Tiết Sam Sam vậy? À, Sam Sam. À, tôi là Tiết Sam Sam. Cô là Sam Sam hả? Tôi là Linda ở văn phòng chủ tịch. Không phải chứ, chỉ là làm sai số liệu phí công vụ mà kinh động đến cả chủ tịch sao? Cơm cũng không ăn, mang theo cả hộp cơm đến bắt người luôn hả? Đây là cơm trưa chủ tịch nói tôi mang đến cho cô đó. Cơm trưa hả? Cho tôi hả? À, cảm ơn cô. Tịch sao? Cơm trưa hả? Hôm nay không phải ngày cá tháng tư chứ? Tôi nghĩ nhất định là hộp cơm có độc rồi, ban cái chết cho cô ta đó. Toàn là món bổ máu. Lúc trước mình đã trách nhầm chủ tịch rồi. Thật ra anh ấy cũng tốt đó chứ. Cho dù không ai muốn gặp những chuyện hiến máu kiểu này, nhưng mình thấy cảm giác giúp được người khác thật là tuyệt. Có phải không? Nhân hậu quá ha. Có một bữa cơm mà đã mua chuộc được cậu rồi. Vậy sau này nếu cô Phong Nguyệt cần được hiến máu nữa thì sao? Rút đi hả? Này, mình có máu cứ thử đi. Nè, hôm qua còn lo lắng sẽ trở thành kẻ chuyên đi cho máu, vậy mà hôm nay lại bị lấy lòng bởi một hộp cơm rồi. Cậu đúng là chẳng kiên định gì hết. Nên nhìn về phía trước chứ. Ở đây hả? Đúng đúng rồi, anh ấy đến rồi. Chính là anh ấy đó. Chuyện gì nữa đây? Chuyện gì chứ, đừng có ồn ào. Anh ấy tên là Đỗ Phồn, vừa mới đến công ty. Anh ấy hẹn mình liền nói là hẹn thêm hai người nữa.
Người ta mới đến Thượng Hải chưa có bạn bè, chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi, chắc là không sao đâu. Nhìn từ góc này á thì thấy có vẻ rất nho nhã đó. Chuyên viên bộ phận hành chính tổng hợp hả? Ít nhất cũng phải là chuyên viên chứ đúng không? Đúng vậy đó. Chuyên viên cái gì chứ? Hai kẻ thần kinh này kềm chế lại đi, kềm chế lại. Cũng được, cũng được. Tí nữa vào đó đừng có ăn nói lung tung nha. Đừng để cho người ta hiểu lầm, nghe rõ chưa? Hả? Hiểu rồi. Vậy mình đi thăm dò tình hình trước. Đi thôi, đi thôi. Đừng có nói lung tung đó nha. Hả? Đỗ Phùng là đồng nghiệp đầu tiên hẹn tôi ăn cơm sau giờ làm việc. Tôi thấy rất vui mừng. Ít ra thì không giống như những đồng nghiệp nữ trong văn phòng đó. Hơn nữa dù sao tôi cũng là người chưa từng được huấn luyện, không có đồng nghiệp vào cùng đợt, cho nên tôi sẽ tính từ Đỗ Phùng. Làm nhiều quen tay, thả con tép bắt con tôm, từng bước thâm nhập vào nội bộ của Phong Đạt. Cố lên nào Tiết Sam Sam, vận may đang từ từ đến rồi đó. Đi ăn cơm thôi. Nè 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 nè, Sam Sam à. Trời đó đi. Tự nhiên tôi phát hiện ra lâu lắm rồi tôi chưa hẹn cô đi cùng ăn cơm có đúng không nè? Sam Sam à, tôi biết gần đây có một quán sushi cực kỳ ngon luôn, thật đó. Cô thích ăn sushi có phải không? Chúng ta cùng đi đi ha. Có được sen vào có được không vậy hả? Ai sen vào chứ? Tôi trước tôi chút mà. Dạ xin lỗi mọi người ạ. Xin chào cô Sam Sam. Tôi là A Mỹ, trợ lý thư ký chủ tịch. Đây là hộp cơm mà chủ tịch đưa cho cô ngày hôm nay ạ. Còn nữa. Xem ra cơm đã tới trễ quá rồi. Cô Tiết à, cô đã có hẹn rồi sao? Sam Sam à, cô cầm lấy đi. Ăn trưa ngon miệng nha. Tạm biệt. Vậy là hộp cơm đang heo cứ theo từng người mà đến. Sam Sam, cơm của cô ba ngày tiếp theo, trưa nào cũng có cơm. Lần nào cũng là do những thư ký khác nhau mang đến. Sam Sam à, cơm của cô nhưng nè. Nhưng mà thức ăn bên trong hộp đựng ăn cơm nhìn mãi vẫn là... Tạm biệt. Gan heo, gan heo. Ai dạ gan heo. Với lại rất kỳ lạ, không khí ở phòng tài vụ trở nên rất nặng nề. Ngoài việc thư ký tới đưa cơm, còn có rất nhiều người khác nữa. Họ tới mang chứng từ, sổ sách kiểm toán. Không hiểu sao văn phòng nhỏ cứ gần đến giờ nghỉ trưa là chật kín người. Sam Sam à, rốt cuộc là cô có quan hệ gì với chủ tịch vậy? Cuối cùng họ cũng mở miệng hỏi rồi. Không có gì hết. Tôi chỉ là tình cờ giúp chủ tịch một chuyện, chuyện nhỏ nhặt thôi. Chính là bất cứ ai tôi cũng đồng ý giúp cả. Đã là chuyện nhỏ rồi thì không có gì là không thể nói hết. Đúng vậy đó. Cô nói mau đi, nói mau lên. Vậy sao? Cô giúp chủ tịch hả? Thôi đừng úp mở nữa, cứ làm như là phụ nữ thập niên 90 e thẹn lắm vậy. Đúng vậy đó. Nếu là giúp chủ tịch thì phải mang hộp quà tới, sao lại mang cơm tới cho cô chứ? Đúng vậy đó. Nghi ngờ lắm mà nha. Nói đi Sam Sam. Nói đi mà. Sam Sam, tài liệu photo nè. Dạ trưởng bộ phận, tôi đi liền đây. Nè đi lẹ vậy. Cái gì vậy? Không làm việc chánh, suốt ngày lo nhiều chuyện. Các người rảnh rỗi quá đúng không? Việc đưa cơm gan heo này thực sự rất rõ ràng, khiến mình trong chớp mắt có thêm bao nhiêu đồng nghiệp sau giờ làm hẹn tụ tập ăn uống. Sam Sam nè, tôi có một thỏi son, màu son vô cùng đẹp, rất thích hợp với cô. Cô thử thoa xem, mang về từ Hồng Kông lần đó. Cô thoa cho tôi coi coi. Đúng vậy, thoa nhanh lên đi. Da của Sam Sam trắng như vậy chắc là đẹp lắm đó. Đâu có đen như da của cô, cứ y như là bà Mai vậy á. Da của tôi sao chút rồi, da có chịu không? Cảm ơn nha. Thật sự thì cô xem bầu không khí hôm nay vô cùng náo nhiệt có phải không? Với lại chai rượu của mọi người đều có màu sắc sặc sỡ hết. Nhìn vậy tôi là thấy vui rồi. Đương nhiên là vui rồi, cô không thấy sao? Sam Sam đi tới đâu là vô cùng rạng rỡ, tràn ngập niềm vui luôn. À đúng rồi Sam Sam, tôi cũng có một món quà muốn tặng cho cô, vô cùng đẹp luôn đó. Cô nhìn nè, đẹp không hả? Sáng quá nha. Mắt tiền lắm đó. Thử đi, đẹp chưa kìa. Thử đi, của cô là hợp nhất luôn rồi. Sang trọng lắm luôn á. Tôi cũng mua quà cho cô nữa nè, còn nguyên nhãn luôn đó.
À, tôi thấy bình thường cũng không dùng cái gì hết, hay là dùng cái này đi. Nghe tôi đi, đồ trang điểm này là dùng để thu hút người khác giới. Cô sẽ thấy hứng thú thôi, cứ học theo tôi là được. Đúng rồi đó, đồ trang điểm của Thừa Quyên còn lợi hại hơn 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không nữa. Chỉ có điều bỏ lớp trang điểm đó xuống thì cô ấy sẽ không còn đẹp lung linh nữa đâu. Cảm ơn nha, thật là ngại quá. Trời là ơi, các cô đừng có lo cái nữa, cất vô đi mà Sam Sam. Chúng ta mời Sam Sam uống lần nữa nha. Ừ, được. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Thực Quyên à, cô mua cái túi đó ở đâu vậy? Đẹp ghê á. Anh đổ mồ. Chị mua giùm đó mà. Vậy hả? Đáng ra thì tôi phải thấy vui lắm. Nhưng mà lại phát hiện ra thực chất mình không thấy vui gì hết. Anh nói em nghe nè. Việc xã giao trong công ty chính là như vậy đó. Nhưng mà suy cho cùng, nếu em có nhiều bạn bè ở trong công ty thì cũng tốt. Sau này dù có làm gì thì cũng có thể phối hợp với nhau được mà. Anh nói đúng lắm. Nhưng mà em cũng biết là bản thân mình đều là nhờ phúc của cơm gan heo mà thôi. Không biết sau này không còn cơm gan heo nữa, mọi người có còn gọi em là bạn hay không đây. Nhưng anh thì không như vậy đâu. Ít nhất thì anh cũng đã xem em là bạn trước khi có cơm gan heo đến rồi. Sam Sam à. Em có quan hệ gì với chủ tịch vậy? Em chỉ là một nhân viên nhỏ thôi. Anh ấy là chủ tịch. Giữa tụi em đương nhiên là quan hệ với ông chủ và nhân viên rồi. Anh ta mang cơm đến đây cho em là gì? Không phải là em cố ý làm ra vẻ thần bí đâu. Chuyện này có liên quan đến đời tư của người khác nữa. Vì vậy em không thể nói ra được. Tóm lại là em đã giúp anh ta một chuyện, nên mới mang cơm đến để cảm ơn em. Không có chuyện gì khác nữa đâu. Vậy là em chưa có bạn trai hả? Đương nhiên là em không có bạn trai rồi. Cơm gan heo không liên quan gì đến bạn trai hết đó. Có phải là gì chủ tịch cho em cơm gan heo mà nghĩ anh ta là bạn trai em chứ? Không, không phải. Đổ khôn, anh hiểu làm phải không? Nếu em thực sự là bạn gái của chủ tịch như anh nghĩ thì anh ấy đã gửi gan ổng cho em ăn mỗi ngày rồi, chứ không phải là gan heo đâu. Em nói cũng đúng. Anh đúng là biết nói giỡn mà. Vậy mới nói em nghĩ coi, Thuận Hải trọng lớn như vậy, chúng ta đều là những người trẻ tuổi đến Thuận Hải để lập nghiệp đúng không? Thành phố Thuận Hải lớn như vậy, anh thấy thật sự rất khó gặp được người tâm đầu ý hợp với mình. Vì vậy anh muốn nói với em là anh thật... Xe của em tới rồi, em đi đây. Tạm biệt anh. Nhưng mà anh vẫn chưa nói anh thích em mà. Cậu lại đứng ở đây vậy rồi hả? Mình thấy hành lý của cậu ở dưới nhà, cậu đi đâu vậy? Hôm nay mình sẽ dọn ra ngoài. Dọn ra ngoài hả? Ừ. Sao cậu không nói gì với mình một tiếng? Cả tuần nay cậu bận tối mặt tối mày rồi, làm gì có thời gian để ý đến mình chứ. Mình không có thời gian thì cậu cũng nên nói với mình chứ. Mình có thể giúp cậu chuyển nhà. Mình chỉ có hai cái vali thôi à, có gì đâu mà cậu phải giúp mình. Cậu định dọn đi thật sao? Sao vậy? Mình tìm được chỗ ở mà cậu không vui hay sao? Cậu muốn mình tiếp tục ở đây chen chúc với cậu hả? Không phải. Vậy để mình giúp cậu xách hành lý nha. Tiện thể mình ghé qua nhà cậu luôn. Thật sự không cần đâu Sam Sam. Bạn trai của mình sẽ qua chở mình đi. Bạn trai hả? Mình dọn tới chỗ anh ấy ở. Sống chung sao? Liễu Liễu à, cậu đừng có hại mình mà. Lỡ bác gái biết được, mình phải biết ăn nói làm sao đây. Chắc bác ấy sẽ bóp cổ mình luôn. Kìa Sam Sam, cậu đừng có căng thẳng mà. Mẹ mình biết chuyện này rồi, chính mẹ đã tác hợp cho tụi mình đó. Hả?
Anh ấy là con trai của tổng giám đốc công ty của mình, tên là Du Thừa Hạo. Ủa, nhưng mà đâu phải là cậu không biết gì đâu. Mẹ của mình đó hả, lúc nào cũng muốn mình lấy chồng giàu hết. Bà suốt ngày lải nhải bên tay mình. Trời ơi, con gái yêu à, con học hành cực khổ quá, con làm việc vất vả như vậy có ích gì. Nếu như con có thể lấy được con trai của tổng giám đốc thì dù con có bị ngã gãy chân, nửa đời sau cũng không cần lo lắng. Đúng đúng đúng, đây đúng là giọng điệu của bác gái. Với lại mẹ cũng có thể an tâm hưởng tuổi già rồi. Cố gắng lên, con biết không hả con gái? Nếu như cậu có bị gãy chân thiệt thì mình nhất định sẽ chăm sóc cậu mà. Có gì mà đáng thương đâu chứ. Cậu yên tâm đi, mình biết giữ chừng mực mà. Cho mình ôm cậu một chút đi nào. Vậy em đợi anh ở đây nha. Được rồi, lát nữa gặp. Sao cậu không nói anh ấy đến cửa nhà đón cậu? Nhà Song Nghi cũng đâu có khó tìm lắm đâu. Ôi trời ơi, mình muốn đợi ổn định một thời gian rồi sau đó mới giới thiệu anh ấy với cậu đó chứ. Vậy cậu có thích Du Thừa Hạo không? Cũng không đến nỗi là ghét. Có đôi khi mình cảm thấy anh ấy cũng không đến nỗi tệ. Liễu Liễu à, cho dù bác gái có muốn tác hợp cho hai người, nhưng nếu không thích á thì cậu vẫn có thể từ chối mà. Cậu đã đến Thượng Hải rồi còn sợ gì nữa? Thì chính Du Thừa Hạo đã đưa mình đến Thượng Hải kia mà. Cậu yên tâm đi, Liễu Liễu của cậu vẫn có sức hút rất lớn đó nha. Anh ấy đối xử với mình rất tốt. Hơn nữa mình cũng không phải là loại người để bản thân phải chịu ấm ức, đúng không? Cậu là người có sức hút nhất, cậu kiên cường nhất, độc lập nhất. Cậu làm sao vậy? Bộ nhìn thấy ai hả? Là chủ tịch của mình đó. Chủ tịch? Là người nào? Chính là người đem bóng vào rổ đó. Bình thường anh ấy hay mặc đồ chỉnh tề nên suýt nữa là mình không nhận ra. Người ở bên cạnh anh ta là Kỳ Soái, cho nên mình nhận ra ngay. Kỳ Soái, giám đốc bộ phận nghiên cứu của tập đoàn tụi mình. Người trong công ty đều gọi anh ấy là Kỳ Soái. Để tôi nghe điện thoại đã. Kỳ Soái. Alo. Tiếc Sam Sam. Kêu cậu kìa. Cô gái này hiểu chuyện thiệt đó. Vậy thì mình không cần phải tìm sân bóng rổ mới làm gì nữa. Cô nhìn gì vậy? Thì nhìn vô dơ thôi. Tôi sẽ thắng cô một trận nữa. Tới đây, ai sợ chứ. Cậu thích Trịnh Kỳ đúng không? Làm cái gì có? Mình thấy cũng được mà. Sam Sam nhà chúng ta thật có mắt nhìn người đó. Tuổi trẻ tài cao. Hơn nữa mình còn nhận thấy là anh ta rất để ý tới cậu đó. Thật sao? Liễu Liễu à, không phải trước đây cậu từng nói loại con gái không có ngoại hình, khuôn mặt không xinh, lại không có đầu óc như mình thì có người đàn ông nào mà thèm để ý đến? Trước đây cậu đã nói như vậy mà. Bộ mình nói không đúng đó sao? Đó toàn là những lời mà mình nói cách đây rất lâu. Sao cậu vẫn còn nhớ vậy? Cậu muốn hận mình cả đời phải không? Mình giỡn thôi mà. Nhưng nói thật ra, người ta là giám đốc sáng tạo, sao có thể để ý đến mình chứ? Mình chỉ cần mỗi ngày khi mình vào công ty được nhìn thấy anh ấy, như vậy là đủ rồi. Nhưng mà nếu như Trịnh Kỳ thật sự muốn trở thành bạn trai của cậu, vậy thì cậu đã giỏi hơn mình nhiều lắm rồi. Liễu Liễu à, cậu nói cái gì vậy chứ? Mình nói cho cậu biết, chuyện này là không thể nào được đâu. Ủa, cái xe này chuyện đó hôm khác mình ăn cơm rồi nói chuyện sau nha. Bây giờ mình đi đây, còn nhiều thứ phải thu dọn lắm. Không cần mình giúp cậu không sao? Cần đâu.
Mình đi nha, tạm biệt. Tạm biệt cậu. Cậu nhớ gọi điện cho mình nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Cái anh này bị sao vậy? Không coi ai ra gì hết. Kỳ Soái vẫn tốt hơn nhiều. Người ta là giám đốc sáng tạo, nhưng lại rất thân thiện, giống như mặt trời mùa đông vậy. Sam Sam, hôm nay đến lượt tôi đưa cơm hộp cho cô nè. Cảm ơn anh nhiều lắm. Còn nữa, chuyện hôm qua tôi và chủ tịch, cảm ơn cô đã giúp đỡ. Cho cô quả táo nè. Có giúp gì đâu à. Rất thông minh. Được rồi, mọi người đi ăn cơm đi. Dạ, được. Cảm ơn anh. Giúp đỡ hả? Cô lại giúp chủ tịch chuyện gì vậy? Đúng vậy đó, sao lần nào cũng lại giúp đỡ hết vậy? Ồ, tôi có thể giúp gì được chứ? Nói thiệt đi, có phải cô có quen biết gì đó không hả? Nói cái gì vậy chứ, tôi nghe không hiểu. Quen biết cái gì đâu, tôi đi ăn cơm đây. Coi cổ kìa. Sam Sam, cơm hộp của hai ngày tiếp theo đều là do A Mỹ đem tới. Bữa trước bị trưởng bộ phận la, cho nên giờ ăn trưa dạo này yên bình hơn nhiều. Chỉ là tôi cảm giác bản thân mình giống như đang ở trong sở thú, là cấu trúc biết ăn gan lợn. Mỗi ngày tôi chỉ mong ngày hôm nay được đem cơm hộp tới nữa, nhưng mà cũng không dám hỏi xem muốn đưa cơm tới khi nào. Sợ chủ tịch nghĩ rằng tôi đang đòi cơm. Huống hồ mấy ngày nay đều ăn gan lợn hết đó. Hết cách rồi, tôi đã dặn dò A Mỹ, nếu hôm đó còn có cơm hộp thì hãy nói cho tôi biết trước. Phong Đằng à, cháu cứ yên tâm. Đây là bước đầu tiên của dự án làng du lịch của Phong Đằng. Chú Diệp của cháu chắc chắn sẽ đem lại cơ hội kinh doanh lớn nhất cho Phong Đằng. Quyết định này của cháu rất đúng đắn. Nếu ông nội của cháu còn sống, chắc chắn sẽ rất vui. Học trò phát tài, chắc chắn ông nội sẽ vui rồi. Chú Diệp là một học trò tâm đắc của ông, lao tâm lao lực về tập đoàn trả giá rất nhiều. Phong Đằng đương nhiên sẽ không xử tệ với chú. Cháu nghĩ là ông nội cũng sẽ đồng ý với cháu. Mấy năm nay tim không được tốt, bác sĩ cũng khuyên chú nên về hưu đi. Nhưng làm sao chú có thể vì lợi ích cá nhân mà bỏ rơi sự nghiệp của thầy chứ? Phong Đằng à, cháu thấy có đúng không? Chú Diệp nói rất đúng. Chú đã vất vả rất nhiều, nhưng chú Diệp cũng phải giữ gìn sức khỏe. Lỡ như sức khỏe chú có vấn đề gì,
Phong Đằng sẽ không thể trụ nổi. Vậy là cháu đã biết tự lập, chú có thể hưởng phúc rồi. Thiết kế đã sắp xong rồi. Hai ngày nữa chú sẽ sai người mang đến cho cháu xem. Đợi khoản tiền đầu tiên đưa đến. Phong Đăng. Chú Diệp mới nói đợi khoản tiền đầu tiên đưa đến phải không? Đúng. Đợi khoản tiền đầu tiên đưa đến, chúng ta sẽ chọn một ngày hoàng đạo để động thổ. Đây là việc trọng đại của Phong Đăng, chúng ta nhất định phải tổ chức thật lớn. Dễ quá, ăn như heo mà không sợ ai nhìn thấy hết. Phong Đăng, sao cháu không tập trung gì hết vậy? Xem ra chú Diệp là người hay quên. Chú nói việc động thổ này nhất định phải tổ chức thật náo nhiệt mà. Ở công ty nhìn cháu rất thận trọng, nhưng dù sao cũng còn rất trẻ con. Xem ra thì chú còn phải thay ông nội cháu chăm sóc cháu một thời gian nữa. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì chú đi đây hả? Chào chú. Tiết Sam Sam là mặt trời nhỏ, toàn thân tràn đầy năng lượng. Tiết Sam Sam, cố lên. Hình như khẩu vị của anh hôm nay rất tốt. À, anh hai, hôm em tổ chức tiệc đầy tháng cho con em, anh có thể... Có muốn dẫn theo bạn gái đi chung hay không hả? À, hay là anh dẫn theo cô Sabrina cũng được. Lúc ở Mỹ, tình cảm của hai người rất tốt mà. À, ý em nói là tình bạn của hai người rất tốt đó. Không được đâu, chúng ta đã 2 năm không hợp tác với họ rồi. Mời cô ta như vậy đường đột quá không? Vậy thì không còn cách nào rồi. Anh của chúng ta thường ngày rất ít xã giao. Nếu tổ chức tiệc sẽ khó mà tìm bạn gái lắm đây. Có một cách nè. Đi hỏi phó tổng của ta, coi có cô gái nào thích hợp để đưa đến không. Như vậy lại càng không được. Người mà chúng ta tìm chưa chắc gì anh ấy đã thích. Anh trai của em là người rất hay bắt bẻ mà. Anh à, trong lòng anh rốt cuộc đã chọn được người nào thích hợp chưa? Vậy thì hãy mời Sabrina đến đi. Cô ấy dừng nói muốn đến thăm Trung Quốc còn gì. Anh thì không sao hết. Sao lại nói là không sao chứ? Anh nói rồi. Không lẽ chúng ta thật sự phải mời Sabrina đến tiệc đầy tháng sao? Nhìn cái gì mà nhìn? Lo ăn cơm đi. Chuyện ở trong nhà chỉ có một mình em là đau đầu à. Nội dung buổi họp chiều nay là quản lý bộ phận sẽ báo cáo. Sau đó bộ phận kinh doanh cũng sẽ báo cáo kế hoạch của năm sau luôn. Sam Sam là mặt trời nhỏ, toàn thân tràn đầy năng lượng. Tiết Sam Sam, cố lên. Phong Đăng. Bộ câu đói rồi hả? Ê, lúc nãy cậu nhìn hộp cơm rồi cười, là cười cái gì vậy? Tôi chỉ đang nghĩ là cuối cùng đã giải quyết xong chuyện chú Diệp. Trong thời gian ngắn không phải nhìn thấy mặt ông ta nữa, nên tâm trạng tôi rất tốt. Cậu nói xem, chú Diệp đó đã lớn tuổi như vậy, tim cũng sắp đình công đến nơi mà vẫn cứ tham quyền cố vị. Nếu con người ta có thể đơn giản một chút, biết kiềm chế một chút và dễ thỏa mãn một chút thì tốt. Giống như mỗi ngày chỉ cần có một hộp cơm ngon như vậy là đã mãn nguyện lắm rồi. Hộp cơm hả? Hôm nay không biết cậu bị làm sao vậy nữa.
Ý tôi muốn nói là cho dù chỉ là một hộp cơm đơn giản, chỉ cần cậu vui vẻ và ăn nó thì sẽ cảm thấy một mùi vị rất khác biệt. Câu này của cậu có vẻ đang ám chỉ điều gì đó thì phải. Có điều tôi nghe không hiểu gì hết. Không có gì đâu, cậu nói tiếp đi. Được thôi. Tối nay tại nhà hàng Shangri-La có tiệc của Hội Liên hiệp Doanh nhân miền Bắc để tranh chức hội trưởng. Bếp lửa. Là ai nhóm gì ta? Đứng im. Hãy cái sự giải vô mân tư cú sư chỗ. Cảm ơn nha. Nhóm bếp lửa ở đây vậy ta? Sao lại tại mình may mắn vậy? Chắc chắn là do mình may mắn. Cho dù chức vụ cao hay là thấp, phân công không đồng đều, đều phải được tôn trọng và đối xử công bằng. Công ty dành cho các nhân viên những cơ hội như nhau, khích lệ nhân viên cùng nhau phát triển công ty. Đặt ra kế hoạch hàng năm của mỗi cá nhân về việc nhất trí phát triển công ty cho nhân viên. Thank you.
这份爱没有期限，绝不会搁浅。守在你的身边，直到永远。Phong Đăng, tan sở rồi còn chưa về hả? Đi, chạy bóng thôi. Chương trình năng lượng sống của chúng ta, tình hình tiêu thụ và khách hàng thế nào? Rất tốt, rất được quan ngân đó. Tỷ suất sử dụng cung và cầu cũng tốt nữa, xếp thứ 5 trên cả nước luôn. 300 triệu lượt người dùng đó nha. Vậy tại sao tỷ suất sử dụng trong nội bộ công ty lại không được cao? Không thể nào đâu, ai cũng phải vào đăng nhập hết mà. Đây là yêu cầu cơ bản khi vào tập đoàn còn gì. Đăng nhập mà không sử dụng, đó chỉ gọi là đối phó thôi. Cậu sao vậy? Bộ năng lượng sống có vấn đề gì sao? Đăng nhập mà không sử dụng thì chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, không tận tâm với công ty. Thứ hai là họ không quen sử dụng phần mềm này. Để ý dữ vậy ta? Lạ vậy hả? Tôi không nói ai hết, chỉ là cuối năm rồi, công ty chúng ta phải rà soát lại. Năng lượng sống tiêu thụ tốt, nhưng cũng vẫn phải kiểm tra. Vậy ý của cậu muốn nói là bộ phận nghiên cứu làm không tốt hay sao chứ? Tôi không có ý đó. Chỉ là tôi muốn kiểm tra công việc cuối năm thôi. Chủ tịch Phong cứ yên tâm đi, tất cả những sản phẩm ra mắt mỗi năm bộ phận nghiên cứu chúng tôi đều kiểm tra kỹ lưỡng hết. Đương nhiên là bao gồm cả năng lượng sống nữa. Rất tốt, cảm ơn. Ê, nếu lỡ như phần mềm có vấn đề gì thì chúng ta có thể cải tiến được mà. Nếu nhân viên không đủ tận tâm với công ty của chúng ta, chúng ta có thể thay người thôi. Nhưng ít nhất cậu nên nói với tôi đó là ai mới được. Tôi chỉ nói đó là ví dụ thôi. Nhân viên không đủ tận tâm là vấn đề của lãnh đạo công ty. Đúng vậy, chuyện nhỏ nhặt như vậy làm sao có thể để chủ tịch Phong bận tâm được chứ. Nhưng mà cậu cứ yên tâm đi, nếu như tôi biết được người đó, nhất định sẽ đuổi việc. Sao vậy? Không lẽ cậu cũng nghi ngờ tôi sao? Đi trước nha. Kỳ soái, đây là biểu đồ khảo sát tỷ suất nhân viên sử dụng chương trình năng lượng sống. Càng về sau thì tỷ suất càng thấp. Tiếc Sam Sam sao? Xin chào, phòng tài vụ xin nghe. À, Sam Sam à, cô ấy không có ở đây. Ừ, dạ được, lát nữa tôi sẽ nói cô ấy đến đó ngay. Dạ. Nè, lúc nãy bộ phận nghiên cứu gọi điện tới đó, họ nói kỳ soái có việc tìm cô, kêu cô đến đó một chuyến. Kỳ soái tìm tôi hả? Ừ. Sam Sam à, không phải ai cũng được như cô đâu nha. Còn không biết đứng dậy đi nhanh lên đi nữa. Kỳ soái muốn hẹn mình, vậy có nghĩa là mùa xuân của mình tới rồi sao? Mình biết mà, mình đây cũng có chút quyến rũ chứ bộ. Thật là muốn hẹn thì chỉ cần nói thôi mà, mạo mẹ quá. Đúng rồi, tôi nghe nói anh ta nói tìm cô làm khảo sát sử dụng sản phẩm gì đó. Hả? Sử dụng sản phẩm hả? Cái đó thì phải tìm khách hàng chứ, tìm tôi làm gì vậy? Cái đó thì làm sao tôi biết được. Cô ấy nói cô cứ lên phòng tìm cô ấy, sau đó sẽ đưa cô gặp kỳ soái. Vậy cũng được. Biết đâu lát nữa anh ấy sẽ mời mình đi ăn trưa thì sao? Kỳ soái quả nhiên là chu đáo tận tình. À đúng rồi, cô ấy còn nói là thời gian họp buổi trưa có thể sẽ lâu hơn một chút, nên kêu cô đem cơm hộp luôn á.
Chị soái không những đẹp trai mà còn biết quan tâm tới người khác nữa. Nè, nếu như trong trường hợp không có đủ người thì chúng tôi đây sẵn sàng giúp đỡ cho cô đó. Được rồi, cảm ơn trước nha. Mà này Ai Gia, không cần cơm hộp đâu. Tạm biệt nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Thực sự mình cảm thấy rất lo. Hôm nay nhất định mình phải cho mọi người thấy mình là nhân viên có thực lực. Tạm biệt. Chị soái à? Anh tìm tôi hả? À, cô ngồi đi. Không phải anh nói là hợp sao mà chỉ có hai chúng ta thôi hả? Phải, chỉ có hai chúng ta. Hai chúng ta? Nếu đây không phải là phòng làm việc thì tốt biết chừng nào. Tiếc Sam Sam. Cô biết chương trình năng lượng sống của công ty chứ? Dạ biết. Đương nhiên là biết rồi. Nhưng mà hình như cô không thích dùng lắm thì phải. Dạ. Chúng tôi đã làm khảo sát nội bộ, thấy rằng từ khi cô vào công ty, trừ lúc đăng nhập ban đầu ra thì không hề sử dụng chức năng nào hết. Thôi tiêu rồi. Sao mình lại quên mất là kỳ soái là giám đốc bộ phận nghiên cứu chứ. Từ lúc vào công ty, mình không hề sử dụng phần mềm mà anh ấy thiết kế. Cô không thích chương trình đó sao? Dạ không phải, không phải. Tôi thích mà. Tôi còn biết dùng nữa. Và thỉnh thoảng tôi còn vào phần mềm để xem tin tức của tập đoàn nữa. Chỉ là tôi không quen lắm với việc đăng tin cá nhân lên đó mà thôi. Nhưng mà mức sử dụng của cô còn chưa tới 1% nữa. Vậy có nghĩa là chức năng công việc hay bất kỳ công thức tính toán nào cô đều chưa dùng qua. Nói một cách chính xác là cô chưa hề dùng nó. Tôi nói vậy không sai chứ? Năng lượng sống là sản phẩm được ưa chuộng nhất của công ty. Cô nói cho tôi biết, sao nó lại không thu hút được cô vậy hả? Sao rồi? Ý muốn nói là thời gian qua mình đã không tích cực tìm hiểu về tập đoàn, không sử dụng sản phẩm của tập đoàn, biểu hiện trong công việc không tốt. Không lẽ hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của mình sao? A Mỹ, cơm hộp này sao còn chưa đem đi nữa? Dạ, cô Tuyết vẫn đang họp ở bộ phận nghiên cứu. Tôi định đem cho cô ấy trễ một chút. Bộ phận nghiên cứu? Cô có biết họp ở đâu không? Họp phòng làm việc của giám đốc Trịnh. À, chủ tịch à, tôi nghĩ là bộ phận nghiên cứu sẽ họp nguyên buổi trưa nên chắc sẽ không ăn cơm đâu. Vậy lát nữa tôi sẽ nhờ người lấy giấy gói lại đưa cho cô Tuyết đem về làm cơm tối. Kỳ soái à, đừng có hiểu lầm. Chương trình năng lượng sống đó thực sự rất tốt. Thiết kế của nó vừa mới mẻ, khéo léo, giao diện lại rất đẹp mắt nữa. Màu sắc trẻ trung và đầy tính nghệ thuật. Đúng là một chương trình không chê vào đâu được luôn. Là kiệt tác của thiên tài. Ai dùng qua một lần đều thích. Tôi chỉ là mới đi làm nên chưa quen dùng chương trình đó thôi ạ. Kế sách hiện tại lấy lùi làm tiến. Nếu thực sự nó tốt như cô nói thì cô phải dùng nó thường xuyên hơn chứ. Dạ đúng vậy, đúng là tôi rất thích nó. Tôi chỉ là tôi không quen là gì ạ. Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng. Tôi chỉ muốn nghe suy nghĩ của cô thôi. Suy nghĩ của tôi hả? Chính xác. Trong đầu cô suy nghĩ gì thì cứ nói thật ra hết đi. Dạ được, tôi sẽ nói. Nhưng mà kỳ soái à, nhưng tôi nói trước với anh nha, tôi là một người rất ngốc, là người đầu óc cực kỳ đơn giản, cho nên không có dùng được năng lượng sống. Vấn đề là ở tôi, tuyệt đối không phải là do sản phẩm không tốt. Tôi biết rồi, cô tiếp tục đi. Còn một điều nữa là tôi thấy năng lượng sống có một điểm rất đặc biệt, là nó căn cứ vào việc hẹn hò nè, ăn uống, mua sắm nè, mức độ dạo phố của người dùng, mức xài tiền trong một ngày, và từ đó nó sẽ đưa ra bản đánh giá năng lượng của người đó. Nhưng tôi chỉ mới vừa đến Thượng Hải, không đi hẹn hò, chỉ có đi làm, tối thì về nhà, nên tôi không có dữ liệu để nhập vào. Với lại tôi không thích xài tiền, nên nó tính toán theo kiểu xài tiền ít thì năng lượng càng ít. Vì
vì vậy mà tôi không thích nhìn thấy năng lượng của bản thân mình hạ xuống mức quá thấp. Năng lượng đó hình như không phải tính theo mức xài tiền đâu. Là phải mà, thực sự là như vậy. Anh xem đi, nếu như đi dạo phố không xài tiền thì hẹn hò cũng phải xài, đi lại bằng phương tiện cũng phải xài tiền, có đúng không? Nếu không có thì không gọi là cuộc sống. Vậy chẳng phải nếu không có năng lượng thì chúng ta phải dùng tiền mua à? Tôi xin lỗi, hình như tôi nói gì sai có phải không? Không sao đâu, rất tốt. Cực kỳ tốt. Vậy cô nói cho tôi biết, cuộc sống mà cô muốn là cuộc sống thế nào vậy? Cuộc sống mà tôi muốn hả? Ừ. Cuộc sống mơ ước của tôi là hả? Qua được thời gian thử việc. Tôi hiểu rồi nha. Cô yên tâm đi, thời gian thử việc này không sao. Tôi nhờ cô việc này có được hay không vậy? Anh nhờ tôi hả? Ừ. Cô có đồng ý không? Vậy cô nói cho tôi biết, cô nghĩ phải sử dụng năng lượng sống ra sao thì đúng? Tôi thích lập ra một kế hoạch. Tôi cảm thấy trọng điểm của chương trình năng lượng sống là chỉ có thể ghi lại chứ không hệ thống được kế hoạch. Ví dụ như nếu mà kết hợp giữa công việc và hẹn hò lại với nhau chẳng hạn. Đó chỉ dễ hiểu nha, công việc của tôi và công việc của bạn trai tôi. Nếu như sắp xếp sao phù hợp và chỉ cần xem qua một cái là biết ngay. Tất cả mọi chuyện đều có thể dự trù được và được thể hiện chi phí rõ ràng, rồi tự động ghi vào sổ sách. Chỉ cần giao diện không phức tạp là tốt lắm rồi. Hẹn hò không phải ra ngoài, như vậy chúng tôi có thể ở nhà ăn cơm. La 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 la. Nếu như mỗi cuối tuần không ra ngoài để ăn nhà hàng, một tháng có thể tiết kiệm được 400 tệ, đủ để tôi mua vài bộ đồ và mua thêm túi sách rồi. Một bài toán thật hoàn hảo. Nếu cứ như vậy, mỗi năm để dành được 2.400 sẽ được đi du lịch nước ngoài. Nếu không thì Hồng Kông hay là Macau cũng được. Được đi chơi mà không phải lo về vấn đề tài chính, thật là thích quá đi. Yêu cầu của tôi không cao, chỉ như vậy thôi tôi đã cảm thấy tràn trề năng lượng sống rồi. Quan trọng là tôi được đi với người mình yêu. Wow. Hả? Nè, anh đừng có hiểu lầm nha. Từ nãy giờ tôi chỉ là dùng cách xài tiền này liên hệ với năng lượng sống thôi. Với lại đó chỉ là tưởng tượng, làm gì có chương trình nào hoàn hảo chứ. Nói thiệt là nào giờ tôi vẫn chưa đi nước ngoài. Hay lắm. Cách nghĩ của cô rất là hay. Nếu ai là bạn trai của cô nhất định sẽ rất hạnh phúc đó nha. Không đâu, không đâu. Tôi chỉ mới đến Thượng Hải thôi, làm gì có bạn trai chứ. Vậy có nghĩa năng lượng sống mà cô hy vọng là loại năng lượng không phải xài tiền, đúng không? Dạ đúng vậy. Cuộc sống không nhất định phải xài tiền mới tốt đẹp được. Anh xem chủ tịch của chúng ta đi, anh ấy giàu có như vậy mà ngày nào cũng mang theo cơm hộp đi làm, lại còn là cơm của nhà nấu, vừa dinh dưỡng lại tốt cho sức khỏe, có đúng không? Tốt quá rồi, đã thể hiện được tính tiết kiệm, lại còn tấn bốc lãnh đạo, một mũi tên bắn trúng hai cân nhẹ. Có một điều cô không biết đó. Hả? Đầu bếp nhà chủ tịch là một bậc thầy siêu đẳng đó nha, không rẻ chút nào đâu. Vậy giống như là anh với chủ tịch chơi bóng rổ đó, vận động ra mồ hôi, vừa tốt lại không phải xài tiền, không phải cũng rất tuyệt sao? Đây là chuyện bí mật, tuyệt đối không được cho ai biết chuyện cô đã thấy tôi với chủ tịch chơi bóng với nhau đó, biết chưa? Kể cả chủ tịch cũng không được biết luôn. Bởi vì chủ tịch không thích người khác thấy dáng vẻ của anh ấy khi đang chơi bóng, biết chưa? Nếu mà anh ấy biết cô nhìn trộm chúng tôi thì sẽ bắt tôi đổi sân bóng đó. Hả? Người có tiền đều chú trọng sự riêng tư, không chừng có khi còn bị bắt cóc. Đặc biệt là kể cả nhân viên của công ty cũng không thể tùy tiện biết hành tung của lãnh đạo. Nhớ chưa? Anh yên tâm đi, tôi sẽ không nói ra đâu.
Người anh em, tôi thấy hôm nay tâm trạng cậu cứ để ở đâu đó. Đang nghĩ gì vậy? Làm gì có. Đúng rồi, tôi quên nói với cậu nữa. Hôm nay tôi và Tiết Sam Sam có nói chuyện với nhau đó. Tiết Sam Sam. Bắt bỏ tan nha. Nói đi, có ý với người ta rồi đúng không? Hả? Cậu đang nói nhảm gì vậy? Giỏi lắm. Có giỏi thì giấu đi. Tôi quen cậu bao nhiêu năm nay rồi, cậu nghĩ cái gì tôi không biết sao? Thành thật khai báo đi nha. Thích người ta rồi chứ gì? Hay lắm. Cậy miệng cũng không chịu nói chứ gì. Tôi cho cậu biết, hôm nay tôi và cô ấy nói chuyện nhiều lắm đó. Và biết được nhiều bí mật nữa. Cậu có muốn biết không? Không muốn. Đổ mồ hôi nhiều vậy mà vẫn không uống nước. Uống nhiều nước mới tốt cho sức khỏe. Nè, cậu nói thiệt với tôi đi. Về Tiết Sam Sam, cậu thấy sao hả? Cậu có thích người ta không vậy? Riêng tôi thì thấy cô ấy rất là tốt. Ngây thơ, dễ thương, lương thiện. Cách nghĩ cũng rất hay nữa chứ. Không phải là loại con gái thích hư dinh đâu. Mà quan trọng nhất là người ta chưa có bạn trai đó. Nếu cô ấy tốt như vậy, sao cậu không quen cô ấy đi? Tôi có nói với cậu tôi không thích cô ấy sao? Được rồi. Đương nhiên là nếu như cậu có thích người ta thì tôi có thể nhường cho cậu. Cậu xem con gái người ta là gì chứ? Nói cho cậu biết, nếu như Phong Đằng tôi đã thích cái gì thì có cần cậu phải nhường cho tôi không? Cũng phải. Chủ tịch Phong nhà ta muốn gì có nấy, tất nhiên là không cần tôi phải nhường rồi. Giữa anh em chúng ta, cái khác thì tôi không biết nha. Chứ chuyện này thì tôi nhất định phải nói rõ ràng với cậu. Cậu nói cậu không thích người ta có đúng vậy không? Được rồi, vậy tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Đồng ý không? Tùy cậu thôi. Cậu nói đó nha. Mình ăn đó nha. Nè, để yên đó đi. Để mình chụp hình đó. Cậu làm gì vậy? Bây giờ mình phải chụp hình rồi đăng lên Năng Lượng Sống. Không thì công ty lại nói mình không tận tụy nữa. Bây giờ đụng được chưa? Cái tự nhiên. Nè, mình thấy người ta toàn chụp hình khoe tiền, không thì là tươi cười hạnh phúc, còn cậu lại đi chụp trứng xào cà chua. Một thứ đơn điệu như vậy, cậu lại đi chụp làm cái gì không biết nữa. Đừng có nói với mình là cậu muốn kiếm điểm cộng từ cái chương trình gì đó đó nha. Nếu mà mình không có gửi thì mình sẽ không có điểm đâu. Mình thấy cậu bị tra khảo đến mất trí rồi. Mất bò mới lo làm chuồng thì có ích gì chứ. Nè, đó không phải là tra khảo, mà là kỳ soát của bộ phận nghiên cứu. Anh ấy muốn khảo sát tiêu dùng. Mình thấy đó cũng là cách hay mà. Bởi vậy mới nói, mình nghĩ không phải cậu sợ công ty cảm thấy cậu không tận tâm, mà là cậu sợ kỳ soát thấy vậy, có đúng không hết? Tất nhiên rồi, anh ấy nói chuyện cả buổi trưa để hiểu mình suy nghĩ gì. Anh ấy còn nói kiến nghị của mình đối với việc phát triển Năng Lượng Sống hay là lợi ích rất lớn cần phải phát triển. Vậy cũng có nghĩa là anh ấy xem trọng mình. Đương nhiên là mình phải tận tụy rồi, có đúng không? Nè, nói thiệt nha, đường đường là một giám đốc của một bộ phận nghiên cứu là chịu dành thời gian đích thân đi khảo sát từ một trợ lý nhỏ, không hợp lý gì hết. Đúng là khó tin mà. Mình cũng không biết họ đang làm cái gì nữa. Không có cơ sở suy nghĩ gì thêm. Nhức đầu thiệt đó. Nhà dân lớn à. Cậu có cần nhớ khái niệm thống kê không vậy? Khó khăn lắm mới tốt nghiệp ngành thương mại, sao không nhớ chứ. Nè, nói thiệt nha, cái anh kỳ soái gì đó, rốt cuộc thì trong đầu của anh ta đang có ý gì đây? Dù sao mình cũng là một già dân lãng mạn bậc nhất, vậy mà cũng không thể nào hiểu nổi anh ta đang nghĩ cái gì nữa. Cái này khó rồi nha. Khó hả? Và cũng rất đặc biệt. Có phải rất không bình thường không? Cái gì vậy? Làm gì mà cậu phấn khích dữ vậy hả? Nè, Tiết Sam Sam à, không phải cậu cho rằng kỳ soái đang theo đuổi cậu đó chứ? Trời đất ơi, cậu dùng não suy nghĩ một chút đi. Chắc cậu cũng biết anh ta là ai mà. Đàn ông như kỳ soái muốn theo đuổi con gái, dù sao cũng phải hẹn ở quán cà phê chứ. Ít nhất cũng phải hơn chỗ này nhiều. Sao có thể cùng cậu nói chuyện phần mềm ở trong công ty chứ?
cũng phải không? Và quan trọng hơn là cậu lại có suy nghĩ giám đốc bộ phận nghiên cứu, lại có tình ý với cậu mới ghê chứ. Nè, mình không nói là cái ý gì hết mà. Anh ấy chỉ muốn nghe suy nghĩ của mình thôi. Nè, thức ăn là tình yêu lớn nhất của mình. Nãy giờ cậu đang ăn món của mình đó. Món của cậu ngon mà. Vậy mình sẽ ăn món của cậu. Thật sự ngon quá. Hôm nay sao tự nhiên nổi nhiều mụn dữ vậy? Dạo này ăn đồ nhiều dầu mỡ quá, kéo quật kéo không lên. Alo, anh Mỹ hả? Lấy cơm hộp có phải không? Cái gì? Là Linda đem qua hả? Sam Sam. Linda, qua đây một chút. Qua đây một chút. Linda, tôi có chuyện muốn nói. Tôi rất cảm kích bởi vì trong công ty có một vị chủ tịch quan tâm đến nhân viên. Nhưng mà cho dù có cơm hộp hay không thì tôi cũng sẵn sàng hết mình vì công ty, đổ bao nhiêu máu cũng được. Cho nên kể từ ngày mai cô đừng có đem cơm hộp tới nữa nha. Có được không nhỉ? Vì những câu nói này mình phải viết nháp hết mấy ngày. Cuối tuần còn phải tập đi tập lại. Đến lúc quan trọng vẫn phải rút ngắn đi. Cô thư ký à, cô giúp tôi đi mà. Cô Tiết à, tôi chỉ làm theo lời chỉ đạo của chủ tịch thôi. Và nếu như cô Tiết đây có ý gì khác, tốt nhất nên nói trực tiếp với chủ tịch. Cái gì? Tôi chỉ là một trợ lý tài vụ nhỏ bé, sao có thể đi nói với chủ tịch được chứ? Có phải ý cô muốn nói là nếu chủ tịch đưa bao nhiêu hộp cơm thì tôi phải ăn hết có đúng không? Cơm hộp nhà chủ tịch vừa ngon vừa bổ, chúng tôi muốn ăn cũng không được nữa đó. Thật sự ghen tị với cô mà. Nếu như cô không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước nha. Dạ thưa chủ tịch, cô Tiết có nhờ tôi chuyển lời lại với anh là đừng làm cơm hộp cho cô ấy nữa. Cứ tiếp tục cho tôi. À phải rồi, cô Phong vừa mới gọi tới, nói là Sabrina không thể đến tiệc đầy tháng. Nhưng anh đừng lo, cô ấy sẽ nghĩ cách tìm bạn đi cùng. À đúng rồi, hiện giờ bên cô có còn dư thiệp mời nào hay không? Dạ còn. Chuẩn bị thêm một cái cho tôi. Dạ. Chủ tịch, đây là tài liệu khảo sát năng lượng sống và chuẩn bị nghiên cứu phát triển năng lượng sống phiên bản 2 đó. Kế hoạch ngây thơ. Nói đúng hơn đây là kế hoạch ngớ ngẩn. Chính là đến người khờ khạo nhất cũng có thể dùng. Nhờ có Tiết Sam Sam mới có được ý tưởng này đó. Vậy nên gọi là kế hoạch ngây thơ. Ôi trời, đừng nói là cậu chuẩn bị mời Tiết Sam Sam tham dự tiệc đầy tháng con của Phong Nguyệt nha. Cô ấy chính là ân nhân, tôi mời cô ấy cũng là lẽ đương nhiên thôi. Đưa cho cô ấy giúp tôi. Nếu mà không thấy phiền á, tôi sẽ đưa cô ấy cho, được không? Tùy cậu thôi. Vậy thì không phiền cậu nữa, tiếp tục làm việc đi. Mọi người uống gì? Tôi
muốn uống sô-cô-la. Tôi thì thích trà xanh. À, ly của tôi cho thêm kem đó nha. Trà sữa trân châu nha. Được. Nè, Sam Sam à, cô uống gì không để tôi mời cô? Lần trước cô giúp tôi mà. Đừng, lần này để tôi mời cho. Nè, được cái gì mà. Cô dành cái gì chứ, để tôi mời. Sam Sam, tôi dành nữa. Ra đây chút đi. Cho cô nè. Là gì vậy? Là thư mời của chủ tịch mời tôi tới dự tiệc đầy tháng của cháu gái anh ấy. Chủ tịch nói phải cảm ơn cô. Cũng nhờ cô hiến máu mà Phong Nguyệt mới có thể mẹ tròn con vuông được. Không có gì đâu, không có gì đâu. Cứ người là việc nên làm mà. Nhờ anh nói lại với chủ tịch là đừng có bận tâm. Không cần cảm ơn đâu. Vậy nếu như là tôi tự mời cô đi dự tiệc cùng tôi thì sao ha? Tôi cần một người bạn gái đi cùng. Không trả lời xem như cô đồng ý rồi nha. Vì nhà cô hơi xa, đến thứ bảy tôi sẽ tới đón cô. Quyết định vậy đi. Tạm biệt. Đây là sự thật sao? Kỳ sói mời mình là bạn gái đi cùng anh ấy. Nguyện vừa mới sinh, chưa mặc đồ rồi. Là dịch con, đáng yêu quá. Chào cô. Dạ chào cô. Bộ sáu con dịch này có thể bơi nổi trên mặt nước, còn có thể hát nữa. Lúc còn nhỏ tôi cũng rất thích dịch. Con này bao nhiêu tiền nhỉ? Dạ 500 tệ. Năm. Sao mắc dữ vậy trời? Đây không phải là dịch thường mà là dịch hàng hiệu đó thưa cô. Là dịch có thể hát và cũng có thể bơi. Có thể hát và bơi. Được rồi, gói lại cho tôi. Nè, nếu như cậu đi dự tiệc với kỳ soái, sao không mua đồ mới đi? Mua quà cho cháu gái chủ tịch hết tiền rồi. Giữ có một buổi tiệc thôi mà tài sản của mình hạ xuống mức thấp nhất, còn phải nợ lại ngân hàng một tệ. Nói ra thật là đau lòng. Thôi bỏ đi, đừng có nghĩ nữa. Dù sao mình cũng không có bạn trai, mình cũng không có ăn diện nhiều. Thích cái nào cứ lấy đi ha. Có nhiều cái mình chưa mặc nữa đó. Cậu đúng là lãng phí xa xỉ. Nè, hỏi cậu cái này. Cái anh Kỳ soái đó, à không, phải gọi là anh Trịnh Kỳ mới đúng chứ. Có thật là anh ấy sẽ đến đón cậu không vậy? Mình cũng không biết nữa. Ông trời phù hộ, phù hộ anh ấy đến đón mình, nhất định phải đến đón mình. Xem cậu vui chưa kìa. Nè, vậy cậu phải mặc đồ cho đẹp vào, mình chọn giúp cậu. Hãy để mình thể hiện con mắt thời trang, mang thương hiệu, phát sinh. Ý của cô là không ngờ là tôi sẽ đến, hay không ngờ chiếc xe sẽ sang trọng như vậy chứ? Nè, Tiết tiểu thư, hôm nay nhìn cô khác quá nha, rất đẹp á. À phải rồi, Kỳ soái à, anh cũng đừng có kêu tôi là Tiết tiểu thư nữa, gọi tôi là Sam Sam được rồi. Sam Sam. Xin mời. Cảm ơn anh. Nè, mời cô. Hả? Ai có thể nói cho mình biết tại sao chủ tịch lại ngồi ở đây không vậy? Trịnh Kỳ à, anh không thích tôi cũng không sao, nhưng tại sao lại bán đứng tôi chứ? Sao vậy? Lên xe đi. Dạ chào chủ tịch.
Ây da. Alo, Trình Kỳ. Tôi đã xem qua bản kế hoạch của cậu rồi. Tôi muốn bàn bạc với cậu một chút. Bây giờ hả? Tôi đang chuẩn bị đi đón tiếp Sam Sam rồi mà. Tôi sắp đến nhà cậu rồi. Hay là về đi. Bây giờ tôi đến đi chung với cậu. Được thôi. Đó là gì vậy? Đây là quà đầy tháng. Sam Sam, cô tự mình chọn quà hả? Dạ đúng vậy. Cho tôi xem đi. Anh xem nè. Chú vịt con. Món quà đặc biệt ghê ha. Em bé nhất định sẽ rất thích. Thật không hả? Tôi cũng thấy nó vô cùng dễ thương. Chỉ là một con vịt bằng nhựa thôi mà. Có gì đặc biệt chứ? Bộ Phong đang trả lương cho cô ít lắm sao? Lẽ nào chủ tịch đang chơi quà của mình rẻ tiền? Chủ tịch à, tuy những con vịt này nhìn rất là bình thường, nhưng thực ra những con vịt này còn biết hát và biết bơi. Và quan trọng, đó là hàng hiệu đó, có hiểu không hả? Mắc lắm đó, mắc hơn vịt thật nữa. Anh có hiểu không? Thực ra thì sao? Thực ra đây chính là dịch bình thường thôi ạ. Quá ra mấy con vịt còn biết hát nữa chứ. Đúng vậy đó. Tôi đã đặt cho chúng một cái tên vàng hợp xướng vịt bé nhỏ. Đặc biệt là tiếng kêu của chúng cũng nghe giống như vịt thật lắm chứ bộ. Ý anh là sao vậy? Chưa hiểu à? Là rất khó nghe đó. Sam Sam, để tôi giới thiệu cô với cô Phong nha. Dạ được. Vậy sao? Chào tất cả mọi người. Cô đây là Tiết Sam Sam có đúng không? Dạ đúng, dạ đúng. Chào cô Phong Nguyệt. Cảm ơn cô nhiều nha, vì lần trước đã giúp cho tôi. Cô đừng có khách sáo như vậy. Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là vị mà lần trước đã hiến máu cho tôi, là ân nhân cứu mạng cô Tiết Sam Sam đó. Dạ xin chào mọi người, tôi là Tiết Sam Sam. Cảm ơn cô nhiều lắm Tiết tiểu thư. Dạ không có gì, không có gì. Tôi nhiều máu lắm mà. Tốt mà. Cô đúng là người tốt mà. Không nhìn không ngờ là người thương đến như vậy luôn. Được rồi, mọi người đừng có đứng ở đây nữa mà. Nè, Sam Sam, ngồi xuống đây nói chuyện đi. À, Tiết tiểu thư à. Hả? Thức ăn hôm bữa có hợp khẩu vị không? Hả? Thật ra tôi đã dặn đầu bếp làm bữa trưa và đem đến cùng với anh trai của tôi đó. Chẳng lẽ cô không ăn hả? Tôi ăn rồi, tôi ăn rồi. Quá ra lâu nay cơm là do cô Phong đưa đến. Mình đã nói mà, chủ tịch không phải là người dịu dàng chu đáo gì đâu. Vậy cô có thấy thức ăn hợp khẩu vị không? Rất hợp, vô cùng hợp. Chỉ là sợ làm phiền cô thôi à. Có gì đâu mà phiền chứ. Cô cũng biết khẩu vị của anh trai tôi rất kén chọn, cho nên bữa trưa mỗi ngày phải do chính tay đầu bếp ở nhà làm rồi đưa đến. Chỉ là thuận tiện làm thêm một phần thôi mà. Hơn nữa, nhân viên tập đoàn Phong Đàn tôi hiểu quá mà. Người nào cũng làm việc hết sức. Nghe nói có người bữa trưa chỉ có ăn bánh mì. Cô không được như vậy nha, phải ăn uống đầy đủ đó. Cô Phong thật là chu đáo quá. À,
Cái này chắc là cho em bé hả? Dạ đúng, dạ đúng. Tôi tự chọn đó, cô xem có thích không? Là dịch cơ, vừa có thể bơi là vừa có thể kêu. Dễ thương không? Ngộ nghĩnh quá hả? Dạ phải. Mỗi con một màu và tiếng kêu cũng khác nhau. Thật là ngộ đó. Nè mọi người xem đi. Dễ thương không? Thật sự rất đẹp. Sam Sam à, cô có lòng thật đó. Cảm ơn cô vì món quà này nha. Cô biết không, tôi không thích người khác tặng tiền cho tôi đâu. Không hề có ý nghĩa gì hết trơn. Cũng không thể hiện được tấm lòng. Cô có biết không, lúc đầu tôi hỏi anh trai tôi phải cảm ơn cô như thế nào, anh ấy lại nói với tôi anh ấy sẽ viết chi phiếu tặng cho cô. Như vậy thì làm sao được chứ, vậy chẳng phải là hạ thấp cô sao? Cho nên tôi đã cự tuyệt. Đại tiểu thư ơi, sao cô không chịu để cho chủ tịch hạ thấp tôi vậy? Tôi tình nguyện bị anh ấy hạ thấp mà. Chi phiếu và lời nói rõ ràng khác biệt nhiều lắm, lựa chọn cũng quá dễ dàng. Ôi trời, đau lòng quá. Phong ạ, sau này không cần phải phiền phức như vậy đâu. Không cần đưa cơm cho tôi nữa, không cần làm gì hết. Tôi hiểu ý cô rồi. Chắc là cô không muốn gây chú ý. Cô là nhân viên, không nên quá đặc biệt đúng chứ? Đúng vậy đó. Mình đã bỏ tiền và công sức ra rồi, bữa tiệc này nhất định mình phải ăn cho đủ vốn mới được. Mình sẽ dự trữ đủ năng lượng vài ngày sau. Xin chào cô Tiết. Không sai, mình phải biến bản thân mình thành một con lạc đà trên sa mạc, một con chuột hamster trên đống đậu phộng, ăn cho thỏa thích mới thôi. Đây chính là chiến trường của mình. Cảm ơn, cảm ơn. Lát nữa sau khi xong việc tôi mời mọi người đi hát nha, đồng ý không? Cảm ơn, cảm ơn. Ngại quá, tôi xin phép qua kia một lát nha. Kỳ soái ạ. Đã lâu không gặp. Được gặp anh hôm nay. Trời ơi, mấy cô gái thoa son đánh phấn dày cộm này từ đâu ra vậy hả? Trịnh Kỳ à, sao anh không để ý gì đến tôi vậy? Bạn gái mà anh đích thân mời đi chung là tôi kia mà. Anh à, anh không bao giờ chịu tìm bạn gái. Hôm nay em đã gọi tất cả chị em tốt của em đến đây rồi. Nè, để em giới thiệu cho anh nha. Nhìn bên kia đi, người mặc trang phục màu đen tên là Huyên Huyên, gia đình làm kinh doanh địa ốc đó. Còn người ốm ốm cao cao kia tên Nguyễn Linh, là nhạc sĩ đó anh ạ, chuyên gia âm nhạc luôn. Trời ơi, anh ạ, anh nhìn giùm em đi, nhìn một chút xíu thôi mà. Đó, người đó đó, người đó chính là đàn em khóa dưới của anh, tên là Nhã Như. Cô ấy đã tốt nghiệp cùng trường với anh đó. Rốt cuộc đây là đại hội xem mắt của anh hay là tiệc đầy tháng của con em vậy? Thì là hai trong một. Anh ạ, em gái anh hạnh phúc, đương nhiên cũng muốn hy vọng anh trai hạnh phúc chứ. Hả? Em hãy nhìn thử qua bên đó xem. Nhất định cô phải uống hết nha. Bọn họ và Trần Kỳ nói chuyện rất vui vẻ, không nên qua đó làm phiền họ. Có biết chưa? Anh cũng hiểu tính của Trịnh Kỳ rồi, anh ta không để bụng đâu. Anh đừng có lo, mấy chị em đó là những cô gái có xuất thân tử tế đàng hoàng. Anh thích người nào cứ việc nói với em sẽ giúp cho anh. Qua bển đi. Tiểu Trương, qua đây. Chủ tịch. Cậu hay gọi cô Tiết Sam Sam đó qua đây giúp tôi. Dạ. Nè,
Công nhận là anh ấy đẹp trai thiệt. Tiết tiểu thư, chủ tịch tìm cô. Chủ tịch. Dạ dạ chủ tịch. Kể từ lúc này cô sẽ cùng đi với tôi. Đi thôi. Thôi ra đấy coi cũng xinh đẹp hết. Cô đẹp lắm. Ngồi xuống đi. Em, vậy là sao? Vị này là... Chú Diệp. Cô ấy là người đã truyền máu cho Phong Nguyệt, là khách quý ngày hôm nay. Ồ. Dạ chào chú. Chào cô. Chủ tịch à, tôi làm việc tốt nhưng không muốn người khác biết. Lần này đến cả lãnh đạo của công ty cũng biết mình là huyết cô rồi. Chủ tịch à, tôi thấy tôi ngồi đây không được hay lắm. Có gì không hay chứ? Ở đây toàn là những lãnh đạo cấp cao, tôi chỉ là một nhân viên quèn, anh cứ để tôi ngồi đại chỗ nào cũng được. Chính là người đã truyền máu cho Phong Nguyệt,
là khách quý của ngày hôm nay. Dạ chào chú. Chào cô. Chủ tịch, tôi làm việc tốt nhưng không muốn người khác biết. Lần này đến cả lãnh đạo của công ty cũng biết mình là huyết cô rồi. Chủ tịch à, tôi thấy tôi ngồi đây không có được hay lắm. Có gì không hay chứ? Ở đây toàn là lãnh đạo cấp cao, còn tôi chỉ là nhân viên quèn. Anh cứ để tôi ngồi đại chỗ nào cũng được. Hả? Cô nên nhớ, cô chính là một ân nhân. Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến dự tiệc đại tháng. Cảm ơn nhiều. Chúng tôi mời các vị một ly. Xin cảm ơn. Xin mời. Cạn ly. Mời. Mình ăn thôi, tức ăn nguội hết rồi kìa. Được. Sam Sam à, cô cứ thoải mái, tự nhiên đi. Dạ được. Ngon, mọi người cùng ăn đi. Cũng ngon ngon. Ăn nhiều vào. Thêm nữa đi. Có ngon không? Ngon lắm ạ. Rồi, cạn ly thôi. Mời. Hôm nay đông đủ ha. Xin lỗi, xin mời. Mời. Mời bà một ly. Ôi, dây chuyền của cô đẹp lắm đó. Khoảng cách xa nhất trên thế giới này, không gì bằng bên cạnh người đàn ông mình thích có rất nhiều người đẹp, nhưng lại không có chỗ của mình. Giám đốc Ngôn, cô Phong, tôi mời hai người một ly. Cảm ơn Sam Sam. Cảm ơn Sam Sam. Không có gì đâu. Chủ tịch à, tôi mời anh một ly. Tôi lái xe nên không thể uống. Uống giùm tôi đi. Bây giờ cũng đã trễ lắm rồi. Mọi người cứ tiếp tục, tôi có việc phải đi trước. Tôi uống hết ly này, mọi người cứ từ từ. Được rồi. Chú về chào. Bác chú. Bác đi cẩn thận. Về cẩn thận. Dạ. Mọi người cứ ăn uống trò chuyện nha. Chào chú. Dạ, chào tạm biệt. Chú đi cẩn thận. Tôi cũng về trước đây. Tạm biệt. Đứng lại. Cô ở lại tiễn khách với tôi. Xin mời ngồi. Chủ tịch à, tôi cũng là khách mà. Tôi còn mang quà tới nữa. Nhưng chủ tịch còn chưa đi. Sao nhân viên có thể đi trước hả? Dĩ nhiên là không thể đi rồi. Nhân viên phải ở lại với chủ tịch mà. Tiễn khách. Tiễn khách. Tiễn khách.
Cảm ơn. Cảm ơn mọi người đã đến ạ. Cảm ơn. Về nha. Cảm ơn mọi người nhiều ạ. Tạm biệt. Tạm biệt. Cảm ơn. Cảm ơn. Chào nha. Cảm ơn mọi người. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn mọi người đã đến dự ạ. Cảm ơn. Cảm ơn. Tôi về đây. Chào. Xin chào. Dạ chào. Chủ tịch. Cảm ơn nha. Làm phiền anh rồi. Không có gì. Chủ tịch à, anh nói là có người đưa tôi về mà, sao lại đi rồi? Tôi không phải là người hả? Lên xe. Cảm ơn chủ tịch. Anh dừng ở đây là được rồi. Sao vậy? Tôi đang muốn ăn mì thịt bò. Buổi tiệc lúc trưa quả thực tôi đã ăn rất no, nhưng mà đã tiêu hóa hết rồi. Hơn nữa dạ dày tôi hơi lớn một chút nên phải ăn thêm. Cũng đến lúc phải ăn cơm rồi. Dạ đúng, đúng vậy đó chủ tịch. Vậy cảm ơn chủ tịch. Tôi xuống xe trước đây. Chủ tịch à, không cần chờ tôi đâu. Ăn xong tôi tự về được rồi. Cảm ơn anh nha. Tôi muốn ăn mì bò. Anh cũng muốn ăn thật sao? Lẽ nào không được? Giờ này tôi cũng tiêu hóa hết rồi. Không lẽ khả năng tiêu hóa của tôi không bằng cô sao? Sam Sam tới rồi đó. Dạ chào bác. Vào trong ngồi đi cháu. Đợi một chút, đợi một chút chủ tịch à. Anh ngồi được rồi đó. Sam Sam à, hôm nay cháu ăn cái gì? Chủ tịch, anh muốn ăn gì? Cứ gọi giống cô. Cho cháu hai mì thịt bò, một tô to, một tô nhỏ. Cái gì, hôm nay ăn tô nhỏ hả? Cháu, dạ, cháu ăn tô nhỏ. Cháu chờ một chút nha, bác đi làm liền. Cảm ơn bác nha. Được rồi, chúc hai người ngon miệng nha. Chủ tịch anh sao vậy? Không hợp khẩu vị à? Sao có thể chứ? Đổi tô khác cho tôi. Tôi không ăn rau nêm. Anh không ăn rau nêm hả? Anh yên tâm đi, chỉ cần tôi gắp ra là được rồi mà. Bỏ đi, thì lãng phí lắm. Được rồi, anh ăn đi. Ngon có đúng không? Cũng được, không tệ lắm. Hầu như tối nào tôi cũng ra đây ăn hết. Quán này rất ngon. Anh ăn nhiều một chút nha. Cảm ơn chủ tịch.
dây an toàn. Lúc nào ngồi ăn chung với cô cũng rất vui. Về nghỉ sớm đi. Là ý gì đây? Lẽ nào mình chỉ cần như vậy là kết bạn được với người giàu có sao? Kỳ nghĩ vui vẻ. Vui vẻ, cực kỳ vui vẻ. Cảm ơn chủ tịch. Tạm biệt chủ tịch nha. Chuyện được với anh ấy rồi cùng được ăn với anh ấy nữa. Ây da, anh ấy dù gì cũng là quý tộc, đường ruột ít nhất cũng mất 2 ngày mới có thể tiêu hóa hết được. Lỡ bị đau bụng thì sao ta? Người như mình mà cũng được ngồi xe của chủ tịch về nhà. Trời ơi, cái tháng này là tháng gì mà sao kỳ diệu quá vậy nè? Sao mình lại có được cái diễn phúc này chứ? Cuối cùng đã có thể kéo gần khoảng cách với chủ tịch. Chắc là mình đã tích đức từ kiếp trước nhiều lắm đây. Nhưng mà có lẽ sau này mình sẽ không còn cơ hội tiếp xúc với chủ tịch nữa đâu. Mà không, phải vui vì ngày mai không phải ăn cơm gan heo nữa rồi. Hiệu sách Lệ đã tìm được mặt bằng gần công ty và đó là cửa hiệu thứ 3. Vì hôm qua em tham gia tiệc rượu xong, không có thời gian chuẩn bị thức ăn cho hai người, nên hôm nay hai người sẽ không có thức ăn để ăn trưa. Nhưng một lát nữa từ hiệu sách trở về, nếu có thời gian và tâm trạng tốt, em sẽ chuẩn bị thức ăn cho hai người và kêu người đem đến cho hai người, có được không? Báo cáo của em đã hết. Ôi trời ơi, bảo bối à, bên ngoài lạnh như vậy có tuyết nữa chứ. Em chỉ mới có đầy tháng, đừng có mà ra ngoài. Chỉ là một hiệu sách mới thôi, sao em lại phải lo dữ vậy? Tại vì em đã nhịn hết nổi. Em có lòng tốt giới thiệu bạn gái cho người ta mà em bị ghét bỏ rồi biến lòng tốt của em trở thành ý xấu. Em phải ra ngoài để xả giận chứ. Hộp cơm của Sam Sam thì sao? Không đưa nữa. Cô ấy đâu có muốn ăn đâu. Cũng được. Dù sao tuyết cũng đang rơi. Là ý gì chứ? Thời tiết hôm nay không thích hợp để em ra ngoài. Bữa trưa hôm nay bọn anh sẽ tự lo. Còn Ngôn Thanh, chút nữa sau cuộc họp em giúp anh đi xem hiệu sách. Dạ. Hộp cơm, hiệu sách, tất cả đều không quan trọng. Vấn đề mà em muốn nói anh biết là gì không? Em đừng có tự tiện sắp đặt chuyện tình cảm của anh. Chưa được sự đồng ý của anh mà em lại đi hẹn mấy cô gái kia. Nên chuyện phụ lòng người ta không phải là lỗi của anh. Hai đứa từ từ ăn đi. Bỏ đi bảo bối à, em đừng có giận làm gì. Anh trai em tính khí ra sao em rõ nhất mà. Từ nhỏ anh ấy đã vậy rồi. Cái tính cứng nhắc đó làm sao bỏ được chứ. Em cứ mặc kệ đi. Kệ anh ấy. Anh có biết tính anh ấy khắt khe như thế nào không? Anh nhìn
nhìn xem, chúng ta ăn bao nhiêu thứ, anh ấy chỉ ăn có mỗi cháo. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì anh ấy sẽ không bao giờ tìm được vợ đâu, sẽ cô đơn cả đời. Em không muốn sau này về già anh ấy biến thành một ông già quái dị, ngồi trên chiếc ghế dựa và tiếc nuối năm tháng trôi qua, rồi nhìn lại bản thân mình không có vợ, không có con, cô đơn. Cuối cùng, gương mặt đó sẽ có một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống, thật là tội nghiệp. Anh rốt cuộc có nghe em nói hay không vậy? Có, anh có nghe nói mà. Tuyết Sam Sam, cô muốn trộm xe của tôi hả? Dạ, dạ chào chủ tịch. Sắp tới giờ làm rồi, cô ngồi đó mà không sợ trễ giờ sao? Tôi đi ngay đây.开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静的陪着你，等待那一天。都得住你。这份爱太浓烈，否定你犹豫不决。我的心是否能填补所有空缺？李婶婶。liên tục ngã trước mặt chủ tịch và người mình thích như vậy, con đã gây ra nghiệp chướng gì vậy ông trời ơi? Tại sao lại muốn trừng phạt con như vậy? Cô lén la lén lút làm gì vậy hả? Cô ổn không đó? Tôi rất ổn. Đứng lên đi. Kỳ sói à, anh thật là đẹp trai. Đi thôi, để tôi đỡ cô cho. Đau lắm hả? Không đau, tôi ổn lắm. Từ từ thôi. Bên kia, bên kia. Trưa nay cô tính ăn gì vậy? Ăn cái gì cũng được. À, mình đi. Xin chào anh. Xin chào anh. Chào. Anh làm gì ở đây vậy? Tôi đợi bạn tôi. Vậy hả? Vậy hả? Nè Sam Sam. Chào hai cô. Vậy chúng tôi đi trước nha. Tạm biệt. Cảm ơn anh nha.
Cô ổn chưa? Cô ngã vừa rồi cũng không phải nhẹ đâu nha. Cô có cần đi bệnh viện không vậy? Không sao đâu. Chỉ cần không ngã vỡ đầu chảy máu thì không có chuyện gì hết. Có điều nếu ngã vỡ đầu chảy máu, tôi cũng sẽ hồi phục nhanh thôi. Tuyệt đối không được đâu. Cô đừng có ngã vỡ đầu chảy máu trước mặt của tôi nha. Để Phong Đằng, Phong Nguyệt biết được thì tôi ăn nói sao với bọn họ đây. Nếu cô không sao rồi thì tôi về phòng làm việc đây. Sau này nhớ cẩn thận một chút nha. Tạm biệt. Tạm biệt anh. Sam Sam à. Hả? Anh Đỗ Phồn. Sao em lại? Là vừa rồi do em không cẩn thận nên đã bị té trên nền tuyết. Hả? Em bị té sao? Áo khoác của em bị ướt hết rồi à? Cứ giao cho anh sẽ lấy máy sấy khô cho em nha. Không sao đâu, chút nữa là khô ngay thôi. Sao em lại cách sáo với anh chứ? Đây, đưa đây cho anh. Với lại tính ra thì cả tập đoàn cũng chỉ có chỗ của anh là có máy sấy thôi à. Vậy được rồi. Trưa nay chúng ta cùng đi ăn cơm nha. Em sẽ mời, coi như là cảm ơn anh vậy. Được thôi. Vậy nha, em đi trước đây. Giao cho anh đó. Được, em cứ yên tâm. Tạm biệt. Trước gặp anh. Tạm biệt. Được rồi, coi như hôm nay trong cái rủi cũng có cái may đi. Mặc dù là mình đã té đến mức gần như mong sắp biến dạng rồi, nhưng chỉ cần nghĩ đến Trịnh Kỳ. Ây da, mà nè Tí Sam Sam, mày đang nghĩ cái gì vậy hả? Chuyện quan trọng nhất hôm nay là cuối cùng mày không phải ăn cơm gan heo nữa rồi. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời mà. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì sao hả? Vẻ mặt rất là tốt. Bộ có chuyện gì vui đúng không? Đúng là tôi đang có một chuyện rất là vui. Chuyện gì vậy? Nghe nói sáng hôm nay Kỳ Soái đã ôm eo cô đi vào công ty. Có phải muốn công khai tình cảm rồi hay không hả? Nè, tôi còn nghe nói Đỗ Phồn đang sấy áo của cô cho cô nữa kìa. Chuyện này là sao đấy? Trời ơi, tôi nghĩ Đỗ Phồn chắc chắn là làm theo lời dặn dò của Kỳ Soái rồi. Kỳ Soái của chúng ta quả là người chu đáo thiệt. Nghĩ lại cũng đúng thôi. Thì ra Sam Sam là nhờ Kỳ Soái cho nên mới thân với chủ tịch như vậy đó. Ngưỡng mộ thiệt. Giờ thì cô sắp gia nhập vào xã hội thượng lưu rồi. Không sớm thì muộn, chắc chắn cô sẽ trở thành cô gái thượng hải mà thôi. Lúc đó đừng quên chúng tôi đó nha. Đây chính là gian quá buôn chuyện ở công sở sao? Còn chưa đến buổi trưa mà người ở trong phòng đều biết hết rồi. May là không có người nhìn thấy chủ tịch kéo mình dậy từ đống tuyết. Không thì mình đã thành vợ của chủ tịch mất tiêu rồi. Thiệt tình, mọi người đang nói cái gì vậy hả? Tôi nghe không có hiểu gì hết đó. Nghe không hiểu gì hết. Còn cô ấy kìa. Ăn thôi, ăn cơm thôi. Ê, nè, ăn nè, cơm nè. Thôi. Sao sao mà hôm nay cô không ăn cơm hậu của chủ tịch đưa tới nữa hả? Tôi đã nói với chủ tịch rồi, từ nay không cần đưa cơm nữa. Hôm nay chúng ta ăn cơm với Đỗ Phồn đi. Tôi mời chắc. Trời ơi, lợi hại thiệt nha. Cô nói chủ tịch đừng đưa cơm, chủ tịch liền không đưa. Ý gì đây? Cô làm như là chủ tịch nghe lời của tôi lắm vậy. Nếu như tôi có thể tay trái lật mây, tay phải chuyển mưa thì toàn bộ Phong Đằng này đều là của tôi rồi. Sam Sam à, quả nhiên tôi đã xem thường cô quá rồi. Thì ra Kỳ Soái không đủ để thỏa mãn dã tâm của cô sao? Cô đang nói cái gì vậy hả? Tôi không có ý này đâu mà. Được rồi, đi ăn cơm thôi. Dù ân tình lớn đến đâu thì đưa cơm một tháng là đủ rồi. Không thể để chủ tịch đưa cơm cả đời. A Mỹ hả? Alo, A Mỹ. Không phải hôm nay cô lại đưa cơm đó chứ? Không phải. Vậy thì tốt quá rồi. Vậy chúng tôi phải đi ăn cơm rồi. Lúc nào cô rảnh tôi mời cô ăn cơm nha. Được đó, chủ nhật tuần này chúng ta cùng đi dạo phố đi. Đúng lúc tôi cũng đang muốn đi mua quần áo đó. Được đó. Vậy đến lúc đó gọi cho tôi nha. Được. Sam Sam à, chủ tịch không gọi tôi đem cơm trưa lên cho cô nữa, nhưng anh ấy gọi cô lên lấy đó. Hả? Lấy cái gì? Thì cơm trưa đó.
Cô không nghe lầm chứ hả? Không đâu. À Mỹ à, cô có thể giúp tôi chuyển máy cho chủ tịch được không? Ờ, được, để tôi giúp cô chuyển cho chủ tịch ha. Chủ tịch. Chủ tịch à, tôi là Tiết Sam Sam đây. Có chuyện gì sao? À, chuyện là về họp cơm trưa đó. À, hôm đó cô Phong cũng đã nói là... Về chuyện cơm trưa sao? Tiết Sam Sam à, tôi nghĩ tôi tuyển thư ký không phải là để phục vụ cho cô. Đúng rồi đó. Chủ tịch thật sáng suốt. Anh cứ bắt A Mỹ đưa cơm cho tôi, đây chính là vô cùng lãng phí nguồn nhân lực đó. Cho nên sau này anh không cần phiền A Mỹ đưa cơm cho tôi nữa đâu. Nên từ hôm nay trở đi, cô hãy tự mình lên lấy. Hả? Chuyện gì vậy? Anh ấy nói gì hả? Mau nói cho tôi biết đi, nhanh lên đi mà. Cô với Đỗ Phồn đi ăn với nhau đi, tôi mời đó. Chỉ có 20 tệ thôi hả? Cô hào phóng thiệt đó Sam Sam à. Đủ chưa? Được rồi, được rồi. Cô lại có cơm hộp để ăn rồi phải không? Xem ra chủ tịch định nuôi cô cả đời thiệt rồi. Vậy sau này tôi có thể nhờ cô nâng đỡ cho tôi được không? Nâng đỡ cái gì chứ? Đừng có nói là nâng đỡ. Sau này cô muốn tôi làm cái gì cho cô cũng được hết. Tôi đi đó nha. Cảm ơn cô nhiều. Không được, hôm nay mình phải nói rõ ràng chuyện này với chủ tịch mới được. Diệt trừ tận gốc. Tiến lên. Sam Sam. A Mỹ. Ờ. Có chuyện này tôi muốn nói với cô. Ừ, cô nói đi. Lần trước tôi đã có nói với cô Phong là cô ấy không cần đưa cơm cho tôi nữa. Nhưng mà có lẽ cô ấy quá bận rộn nên quên mất chuyện này. Nên hôm nay phiền cô chuyển lời cho chủ tịch giùm tôi, là sau này anh ấy không cần đưa cơm hộp đến cho tôi nữa. Sau này tôi cũng sẽ không đến làm phiền anh ấy làm việc nữa. Cô có biết số điện thoại của cô Phong không vậy? Cho tôi có được không? Tôi tự nói với cô ấy cũng được. Cho dù tôi biết số điện thoại của cô Phong thì tôi cũng không thể nào tùy tiện cho cô được. Hơn nữa, không cần biết ngày mai có cơm hộp hay không thì hôm nay cũng đã có rồi. Cho nên cô vẫn phải vào trong nhanh đi. Chủ tịch đang chờ cô đó. Nè nhanh lên đi. Chủ tịch đang chờ cô đó. Nè mau vào trong với tôi đi mà. Nhanh lên Sam Sam. Không lẽ cô định để chủ tịch ra ngoài đây đón cô hả? Nè cô vào nhanh lên. Tôi không vô. Chủ tịch à, Tiết Sam Sam tới rồi. Sam Sam à, cô vào trong đi. Nè vô trong lẹ đi. Cô đừng như vậy nữa mà. Sam Sam à, vô trong đi. Chúc may mắn nha. Cái dáng vẻ chăm chú làm việc của chủ tịch cũng đẹp lắm chứ bộ. Thôi rồi, sao tim mình lại đập nhanh như vậy chứ? Chẳng lẽ là trong ngực mình có con nai con đang chạy loạn như trong truyền thuyết sao? Tiết Sam Sam. Hả? Qua đây. Vừa nãy không lẽ mình đã bị sắc đẹp của chủ tịch mê hoặc rồi sao? Cái cách mà anh ấy gọi tên mình như vừa rồi thật là khiến cho người ta ngất ngây mà. Tên mình được gọi ra từ miệng anh ấy sao lại dễ nghe và ngọt ngào như vậy chứ? Những sinh vật càng nguy hiểm thì vẻ ngoài càng hấp dẫn. Quả nhiên là thật.
Chú ý cẩn thận, an toàn là nhất. Chú ý cẩn thận, an toàn là nhất. Chú ý cẩn thận, an toàn là nhất. Cô đang niệm chú đó hả? Không, không có. Cô hãy ngồi chờ tôi một lát. Không sao hết, anh cứ làm đến bao giờ cũng được. Hộp cơm của cô để ở bên kia. Trời ơi, cô Phong này sao càng ngày càng khoa trương như vậy chứ? Một hộp thành hai hộp, lẽ nào thật sự muốn nuôi mình thành một huyết ngưu hay sao? Hai hộp cơm đó tôi không thể ăn hết được đâu chủ tịch. Sao nhiều vậy? Trong đó có hộp của tôi nữa. Mà chuyện đó chủ tịch, tôi có nói với cô Phong rồi, không cần phải đưa cơm cho tôi nữa đâu. Tôi thực sự không thể ăn thêm mà. Người ta nói ăn gì bổ nấy. Anh coi đi, sắc mặt của tôi bây giờ cũng hồng hào rồi. Nếu còn tiếp tục ăn nữa thì tôi sẽ biến thành heo đó. Tôi không can thiệp được chuyện của em gái. Cô tự mà đi nói. Vậy anh cho tôi số liên lạc của cô Phong nha. Em tôi đi châu Âu rồi, một tháng sau nó mới về. Một tháng? Hả? Vậy tức là tôi còn phải ăn cơm hộp trong một tháng nữa sao? Cô tiếc nè. Hả? Có phải là cô cảm thấy rất ngại vì cứ được ăn uống miễn phí? Dạ phải, dạ phải. Vô công bất hưởng lộc mà, sao có thể ăn không như vậy được. Mẹ tôi đã dạy là ăn cơm chùa thì phải quét lá đa. Bây giờ tôi đã phải triển theo bề ngang, làm cái gì cũng chán. Nếu như cô đã thấy ngại như vậy thì hãy làm cho tôi một việc, để trả tiền cơm đi. Cô hãy bỏ hết mấy sợi cà rốt và mấy miếng ớt xanh này cho tôi, đừng để sót lại. Làm kỹ một chút, giống như bữa trước cô gấp rau nêm ra đó. Tốt xấu gì thì mình cũng là một trợ lý tài vụ. Tuy mình không phải là sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng, nhưng mà dù sao mình cũng là một sinh viên. Bây giờ thì xuống cấp đến mức phải đi gấp rau. Xong rồi. Cô đi đâu vậy? Tôi có nói cô đem cơm đi chỗ khác ăn sao? Nhưng mà tôi ở đây sẽ làm phiền đến anh. Cứ ngồi ở đây ăn đi. Nhưng mà chủ tịch à? Tôi không muốn nói lần thứ hai. Cô ăn nhanh vậy cô Tiết Sam Sam? Sốt ruột muốn đi sao? Không, không, làm gì có chứ. Tốc độ ăn cơm phải giống như tôi đây nè. Đã ngụy trang cẩn thận như vậy rồi, vậy mà vẫn bị nhìn ra. Quả nhiên là chủ tịch không thoát khỏi mắt thường được mà. Sao vẫn còn vậy nè? Tôi xin lỗi anh. Xem ra cô chỉ có thể làm tốt một việc là ăn cơm. Có rất nhiều chuyện tôi cũng có thể làm tốt mà. Tôi có thể ngủ, có thể ngẩn người, còn có thể ngốc nghếch nữa. Chủ tịch à, chi tiết hội nghị buổi chiều tôi đặt trên bàn. Hai người cứ từ từ ăn đi, tôi xin phép ra ngoài trước. Được.
Sam Sam với chủ tịch đang ăn cơm. Tốt nhất không nên làm phiền. Tiếp Sam Sam và chủ tịch đang ăn cơm. Tốt nhất không nên làm phiền. Tiếp Sam Sam và chủ tịch đang ăn cơm. Tốt nhất không nên làm phiền. Tiếp Sam Sam và chủ tịch đang ăn cơm. Tốt nhất không nên làm phiền. Tiếp Sam Sam và chủ tịch đang ăn cơm. Tốt nhất không nên làm phiền. Hết giờ rồi. Về thôi, về thôi. Tan làm rồi, tan làm rồi. Tạm biệt. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Chết dở rồi. Rồi. Ngày mai gặp lại. Tôi không sao. Ngày mai gặp. Không sao chứ. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt. Chào cô nha. Bên đây nè. Em muốn nhận quá hết rồi đó. Thì ra là vậy. Ngay cả Đỗ Phùng cũng biết luôn rồi. Trời ơi, sức mạnh của tin đồn đúng là đáng sợ quá. Truyền đi khắp công ty chỉ trong tích tắc. Sợ thiệt mà, không thể tin được. Tóm lại, em chính là đi gấp rau, chứ không phải là ăn cơm với chủ tịch. Em nhất định phải làm rõ chuyện này. Anh thật không hiểu cái tên Phong Đằng này hả? Anh ta có thể để cho thư ký làm mà. Nếu không thích thì có thể nói đầu bếp đừng bỏ vô. Đúng vậy đó. Anh ta làm gì mà bắt em đi nhặt rau cho anh cũng ta chứ. Đúng luôn. Chủ cho anh nè. Bây giờ người ta có tiền rồi thì có thể suy nghĩ kỳ quái. Theo tôi thấy anh cũng rất kỳ quái đó. Anh dám gọi thẳng tên chủ tịch của mình luôn sao? Hả? Ủa anh, gọi tên cũng tùy tâm trạng thôi. Nếu như tâm trạng tốt, anh sẽ gọi anh ta là Tiểu Đằng, hoặc là gọi là Đằng Đằng. Mình nói cậu nghe nè Sam Sam, cậu không cần phải để ý nhiều đến chuyện đó đâu. Đó cũng có phải là chuyện gì lớn lao khiến cho cậu mất mặt đâu chứ. Hơn nữa còn rất nhiều người muốn nhặt rau cho chủ tịch mà cũng không được đó. Cậu chỉ hiến máu có một lần, người ta mời cậu ăn cơm nhiều như vậy là đã lấy hết vốn rồi. Đáp trả cho người ta một chút đi, không được hả? Mình không có chút cảm giác gì là chủ tịch đang giúp mình hết đó. Tất cả là vì chuyện này mà ở công ty rất nhiều đồng nghiệp chỉ trích mình, đầy áp lực luôn á. Dù mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được đâu. Có anh sẽ ủng hộ cho em. Thanh giả tự thanh. Em là trọng giả, ngày nào cũng cho em ăn gan heo. Anh coi đi, mặt em béo phì lên rồi nè, nặng ra mỏ luôn. Vậy thì anh sẽ hướng mở cho em. Sao anh ta vẫn chưa lên mạng vậy nè? Mình chưa qua được cửa này. Linh Quy Quy tìm vậy nè. Các cậu đã tiến triển đến mức kết bạn trên Quy Quy luôn rồi hả? Đương nhiên rồi, bình thường mà. Chua quá. Ê, trùng hợp ghê. Bạn trên mạng cũng đang gọi anh Linh Quy Quy nè. Anh cũng chơi game hả? Thì mỗi ngày sau khi tan làm về anh đều chơi một chút. Thiệt là hay. Cả chuyện anh ăn cơm ở nhà bạn mà cổ cũng biết. Thôi để anh trả lời cho cổ nha. Thiên vương cái địa hổ. Tiểu kê đô ma cô. Anh là giai điệu trầm phồn hóa. Em là nghi thủy chi quán. Cái gì đây, hai người đang diễn trò hả? Cặp tình nhân trong thế giới ảo gặp nhau ở ngoài đời thực sao?
Em đã đợi anh lâu lắm rồi đó, có biết không hả? Ôi xin lỗi hiệp ta mà. Cái anh này, cái này đó, cái đồ gặp bạn quên sắc này. À không, là cái tên gặp sắc quên bạn chứ. Em đánh chết anh nè. Mình vượt qua ngàn dặm xa xôi đến Thượng Hải, gia nhập Phong Đằng, quen biết Kỳ Soái. Đây có được xem như là duyên phận không ta? Anh ấy là giám đốc, mình là trợ lý. Đây như là tinh linh dưới mặt đất vậy. Với vì sao cao thiệt cao trên bầu trời vậy. Nếu như muốn anh ấy vừa ý mình thì chuyện này quả thật không khác gì là kỳ tích. Mình tin là có kỳ tích, nhưng mình không tin là kỳ tích sẽ xảy ra đối với người như mình được. Sam Sam à, mày đang nghĩ cái gì vậy? Ai chỉ là thái quá phức tạp đơ yêu si. Đi đầu rồ cho hai pa sẽ chi. Nếu quá khai sẽ sẽ vì lỡ biệt ly, chú định cho sẽ mấy yêu chế chủ đơ chế. 直到很